TSS Channel. Chương 242, quá đáng đến thái quá. Mà sở dĩ có phản ứng bừng tỉnh, vẫn là bởi vì sư xuân. Nếu không nhìn thấy cái tên này cũng không liên tưởng đến đệ tử bản môn, bởi vì đệ tử trục xuất môn phái kia chính là bởi vì sư xuân. Yến Khúc Phong chợt hỏi, đệ tử bị trục xuất khỏi tông môn kia có phải cũng có người gọi là Đồng Minh Sơn không? Trưởng lão đến tên là Phan Công Ứng, trả lời, là tên này một trưởng lão khác tên là Giới Luân Quang, chần chờ nói, nếu là đồng minh Sơn bị trục xuất khỏi môn phái kia, làm sao có thể trở thành nhất phái tông chủ? Phan Công ứng, Minh Sơn Tông, tên không có kiên dè dạ tên Tông Môn, có thể hay không đồng Minh Sơn chính là khai tông lập phái người kia, lấy tên mình đặt tên Tông Phái sao? Giới Luân Quang nở nụ cười, hắn tại đức gì có thể khai tông lập phái? Nếu quả thật là, đó cũng là vừa sáng lập môn phái, làm sao có thể tiến vào Minh ước danh mục? cũng đúng mấy người trong đường đều im lặng đợi một lát yến khúc phong đứng dậy nói đi thôi đi xem có phải hay không xem sẽ biết chỉ chốc lát sau lấy bọn họ dẫn đầu bảy tám người cùng nhau ra khỏi lầu tại sạn đạo quanh đi quẩn đến trong cốc tụ tập một đống người ồn ào nơi sư xuân này là sư xuân của thiên vũ lưu tinh đại hội sao trong đám người có người sau đó đang hỏi thăm nhất định là đồng bọn của hắn tên ngô cân lượng kia cũng ở đây hai cái tên này xuất hiện trong cùng một môn phái không thể nào là trùng hợp sau đó lại là một đống nghi ngờ sư xuân dựa vào cái gì cũng có thể tham gia minh ước lần này ồn ào trên cơ bản đều là người bên thắng thần châu tới ba đại bộ châu khác phần lớn xem náo nhiệt dù sao chưa từng tự mình trải qua thiên vũ lưu tinh đại hội ở bên bọn họ cũng không có cường độ truyền bá lớn như vậy nhiều nhất hơi có nghe thấy không thể cảm động lây mà môn phái bên thắng thần châu tới sở dĩ ồn ào là bởi vì không hiểu sao cảm nhận được một loại uy hiếp sau khi ồn ào một hồi người phụ trách nơi đây đến đến giữa mọi người sau khi nghe xong yêu cầu của mọi người hắn cất cao giọng nói sau đại hội thiên vũ lưu tinh thắng thần châu sư xuân đã bị trục xuất khỏi vô kháng sơn trước khi luyện khí nhân chúng ta còn chưa nhận ra thần hỏa vực tới gần đã bị trục xuất người ta từ nay về sau tìm tiền đồ khác chuyển một đạo tu luyện khí gia nhập môn phái luyện khí chẳng lẽ không thể sao tông môn của hắn phái hắn tham gia thần hỏa minh ước không được sao? Chẳng lẽ tông môn của hắn quyết định để đệ tử nào tham dự, còn phải trải qua sự đồng ý của các ngươi hay sao? Có thể nói ra những lời này, có thể thấy được đã sớm làm tốt phương diện tương ứng chuẩn bị, bằng không phụng bộ châu luyện khí môn phái làm sao lại đối với sư xuân sự tình rõ ràng như thế? Liên tiếp hỏi mấy câu, làm cho một đám người cãi nhau không còn tính tình, muốn nói lại thôi. Tạm thời nắm giữ tình huống có hạn, nói không ra đạo lý hữu lực người trong ba đại bộ châu dự thính môn phái khác không ít người phát ra tiếng cười trộm đại khái đang cười thắng người thần châu ngạc nhiên không thể hợp quy hợp lý làm sao có thể dễ dàng chuẩn nhập thần hỏa minh ước một đám người xem náo nhiệt bao gồm cả ồn ào bên trong tạm thời còn chưa ý thức được một vấn đề đó chính là môn phái này là mới sáng lập cá nhân không biết tình huống của những nhân viên khác của minh sơn tông vừa vặn nơi đây cũng không ai nhận ra tông chủ Minh Sơn Đồng Minh Sơn là ai. Chỉ có đám người Yến Khúc Phong hai mặt nhìn nhau mới biết mấu chốt của vấn đề là ở đâu, nhưng bọn họ hiện tại cũng không dám xác định, dù sao cũng chưa thấy ai xác nhận. Mà bọn họ hiện tại cũng không biết cái gọi là Minh Sơn Tông 13 người toàn bộ là do cái kia bị trục xuất môn phái khí đồ tạo thành, lấy thân phận địa vị của bọn họ, nhiều nhất chỉ biết là lúc trước thiên vũ lưu tinh đại hội có 11 môn phái đệ tử theo sư Xuân Lăng lộn, căn bản cũng sẽ không đi nhớ tên đám người chữ cạnh đường. Đợi sau khi đám người giải tán, Yến Khúc Phong lúc này mới nhanh chóng đuổi tới bên cạnh chủ sự tự báo cửa nhà, lúc này đổi lấy cung kính chấp tay khách khí, thì ra là Yến Tông Chủ, không biết có gì phân phó. Yến Khúc Phong đỡ một chút ý bảo miễn lễ, hỏi, hỏi thăm một chút, người của Minh Sơn Tông ở đâu? Chủ sự lắc đầu nói, còn chưa vào ở, người hẳn là còn chưa tới. Yến Khúc Phong cảm thấy nhà mình đã đến muộn, nghi hoặc hỏi còn chưa tới chủ sự nhân cười nói vậy thì không rõ ràng lắm người ta chính mình tông môn sự tình muốn lúc nào đến đều coi như không đến chúng ta cũng không cách nào tả hữu yến tông chủ có vấn đề gì sao yến khúc phong minh sơn tông bên kia có người quen muốn gặp mặt chào hỏi mà thôi chủ sự ồ một tiếng chợt quay đầu dặn dò nếu người của minh sơn tông đến báo danh nhớ phái người đi thông báo cho yến tông chủ vâng đi theo đáp ứng. Yến Khúc Phong lúc này chấp tay, làm phiền rồi. Chủ sự chấp tay đáp lễ, để chư vị vào ở nơi này mọi việc thuận lợi, là việc của bổn phận. Yến Tông chủ nếu không có gì phân phó, tại hạ sẽ không quấy rầy. Yến Khúc Phong gật đầu, bận việc của anh, không cần để ý đến tôi. Song Phương từ biệt như vậy. Yến Khúc Phong nhìn theo quay đầu lại, nhìn về phía đồng môn, chần chờ nói, còn chưa tới không tới có thể làm sao bây giờ, vậy cũng chỉ có thể là chờ. Nhưng sự tình cuối cùng truyền ra, đầu tiên truyền về bên thắng thần châu. Mặc dù không phải tất cả mọi người nhận thức Minh Sơn Tông 13 người, nhưng thắng thần châu bên kia vẫn là có. Một ít người tai thính mắt tin sau khi lấy được danh sách Minh Sơn Tông, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình, cái quỷ gì, những người này cư nhiên kết bè sáng lập một môn phái biết chơi như vậy sao không kéo nữ nhân xuất thân thanh lâu kia vào cho mọi người nhìn một chút nhìn một chút có người nhìn ra hơn nữa là không ít người nhìn ra vì thế việc này liền không giấu được tin tức tự nhiên cũng lan đến ba đại bộ châu khác có thể nói ở tu hành giới dần dần nhất lên sóng to gió lớn nhất là luyện khí giới kia càng là nổ tung đây là cái quỷ gì cùng cái gì loạn thất bát tao ban đầu cho rằng chỉ là một sư xuân và một ngô cân lượng không nghĩ tới toàn bộ phái trên dưới Minh Sơn tông toàn bộ là vừa mới tiến vào luyện khí giới, đương nhiên tông chủ Đồng Minh Sơn kia có thể không ở trong danh sách này. càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, lại còn có luyện đan giới cùng cái khác họa tính công pháp môn phái đệ tử trà trộn vào, đây là đang làm gì? đây cũng không phải vi phạm quy định, đây là tới đập phá, quả thực quá đáng đến thái quá. phẫn nộ, phẫn nộ người chúng, không nói những kia loạn thất bát tao một cái vừa mới sáng lập môn phái dựa vào cái gì tham gia thần hỏa minh ước nếu đều có thể làm như vậy vậy quá dễ dàng để cho người ta lợi dụng sơ hở sau này khi thần hỏa vực tới gần lần nữa có phải người trong thiên hạ tu hành đều có thể tạm thời sáng lập môn phái trà trộn vào thần hỏa vực hay không vậy còn muốn luyện khí nhân ký kết minh ước kia làm cái gì phượng trì và tượng lam nhi trong những ma đạo này thật không nghĩ tới sự tình lại náo loạn lớn như vậy cũng may mắn không trộn lẫn người vào trong đội ngũ của Sư Xuân, 13 người trong đội ngũ trước mắt thật sự là mỗi một người đều bị sách ra xem kỹ, bất cứ khả nghi nào cũng khó tránh khỏi. Vô Kháng Sơn, trong đại điện nghị sự tông môn, cư nhiên cũng đề cập tới việc này, biên duy anh từ đầu tới cuối đều đang nghe, không có chen miệng vào. Một đám cao tầng Vô Kháng Sơn thật là khó có thể tin được, Sư Xuân cư nhiên lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, sự tình trong thời gian cực ngắn bùng nổ cũng đang liên tục khuếch tán. Sâu trong một tòa núi rừng ở vương đô hạ Ngưu Châu, bên cạnh thủy tạ yên tĩnh u nhã, nằm công tử lười nhát giữa mấy năm nhân y phẩm thanh nhã, sau khi đàm tiếu một phen, cũng nhắc tới việc này, cuối cùng nhắc nhở, sự tình âm ý không tốt, nghe nói một ít môn phái luyện khí ở hạ Ngưu Châu, hỏa khí tương đối lớn, nên trấn an vẫn là phải trấn an một chút. Ba đại châu khác bên kia vấn đề không lớn. Nam nhân nhắm mắt dưỡng thần ở một bên hơi mở mắt, ánh mắt có chút trầm xuống chậm rãi nghiêng đầu đối với người bên kia nói xem có cái nào từng môn phái chào hỏi được bên cạnh gật đầu nam công tử nhấp một ngụm rượu vỗ tay vịn đứng lên các ngươi chơi ta đi trước mệnh khổ còn phải làm chân chạy cho các ngươi vung tay một cái rồi rời đi hắn bôn ba khắp nơi cuối cùng lại chạy tới ly hỏa đảo liên lạc với sư xuân gọi sư xuân ra cùng nhau dạo bước trên bãi cát trừng dừa. Sư Xuân cũng không nghĩ động sự tình sẽ bộc phát đột ngột như thế, thảo luận một ít tình huống sau không khỏi lo lắng nói, xem động tỉnh này không nhỏ a, à, ngay cả trên đảo này khắp nơi đều đang nghị luận, ta cũng không dám để cho 11 người kia ra ngoài, để cho bọn họ bế quan ở trong phòng tu luyện, thần hỏa vực ngày mai liền mở ra, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nam công tử vuốt trâu mỉm cười, sự tình đã như vậy, hoặc là những người cãi nhau nuốt xuống, hoặc là người lo liệu việc này nuốt xuống ngươi đoán cuối cùng là ai nuốt xuống yên tâm cãi nhau sẽ qua không sao đâu bộ dáng hắn rất quen thuộc với phương diện này hắn đến cũng xác thực giống như dập lửa nước mưa hàng lâm này đảo đồng dạng thảo luận nhiệt độ mặc dù vẫn còn nhưng các đại luyện khí môn phái bên kia phẫn nộ độ lại đang nhanh chóng hạ xuống một bên là bốn đại bộ châu đều có người đang cùng các phái lén chào hỏi một bên là luyện khí đại phái cùng luyện khí tông sư đứng ra làm đảm bảo. Sau đó thanh âm giải thích cặn kẽ cũng đi ra, 13 người bị trục xuất môn phái có thể nói là phân loại, nhưng cuối cùng đều toàn bộ ngã về phía luyện khí giới, điều này nói rõ cái gì? Những luyện khí môn phái cùng luyện khí tông sư giới thiệu, tự nhiên có suy tính của bọn họ. Sau đó lại để cho mọi người nhìn xem 13 người thành phần, một cái cao võ đại thành cảnh giới đều không có. Để cho bọn họ đi vào nhìn xem thì có thể như thế nào Nếu thật sự có vấn đề Làm sao có thể thiếu cân thiếu lượng khiến cho mọi người chú ý Khẳng định đem 20 người đều gom đủ Dù sao các loại giải nghi hàng hỏa Bắt đầu xuất hiện bên trong luyện khí tông môn Kết quả cuối cùng là Chỉ cần những môn phái luyện khí kia không có ý kiến Bên ngoài dù khuếch tán thế nào Nghị luận thế nào cũng giống như đánh trắm Cái gì cũng không ảnh hưởng được ông chủ Bách Luyện Tông Yến Khúc Phong chấp tay đứng trước cửa sổ, lại thỉnh thoảng quanh quẩn đi lại trong phòng. Mặc dù không nhìn thấy bản thân đồng minh Sơn, nhưng hiện giờ sự tình đã sáng tỏ, người khai Sơn lập phái kia đúng là đệ tử Bách Luyện Tông hắn bị trục xuất đi. Cái này vốn không có gì, vấn đề là, ngay cả Bách Luyện Tông hắn cũng nổi danh, không lâu sau có người của môn phái luyện khí khác tới cửa quấy rầy, hỏi tình huống của đồng minh Sơn. Hắn còn muốn tìm đồng minh Sơn hỏi tình huống, nhưng người ta vẫn không tới phiền chính là bách luyện tông hắn tới vì thần hỏa minh ước không phải vì đồng minh sơn miệng lưỡi hắn đều sắp bị mại trách phiền thì phiền việc này vẫn phải đối mặt đợi một hồi phan trưởng lão cùng giới trưởng lão rốt cục đã tới sau khi hai vị trưởng lão đi vào bái kiến tông chủ thấy tông chủ đi tới đi lui chậm chạp không có phản ứng sau khi hai người nhìn nhau phan công ứng trưởng lão thử hỏi tông chủ nhưng vì chuyện đồng minh sơn nhiều lần bị các phái quấy rầy mà phiền não giới luân quan trưởng lão thở dài hai chúng ta cũng bị chuyện này làm phiền không được luôn có người tìm tới hỏi yến khúc phong vừa đi vừa lắc đầu dường như lẩm bẩm chuyện không phải như vậy hả hai vị trưởng lão nhìn nhau không biết lời này có ý gì sau đó yến khúc phong dừng bước trước mặt bọn họ hỏi các ngươi cảm thấy sau khi đệ tử bản phái tiến vào thần hỏa vực khả năng hấp thu được thần hỏa là bao nhiêu. Cái này. Phan công ứng vẻ mặt khó xử. Giới luân quan chần chờ một hồi trả lời, việc này, thiên thời địa lợi nhân cùng các phương diện đều có quan hệ, phần lớn là vận khí. Theo tình huống trước đây, tuyệt đại đa số môn phái đều không thu hoạch được gì, chúng ta có thể ông chờ mong, nhưng cũng không cần thiết cho đệ tử áp lực quá lớn, tận lực là tốt rồi. Dùng phương thức uyển chuyển nói ra khả năng không lớn yến khúc phong hỏi ngược lại vậy tại sao tỷ lệ các đại phái tìm được thần hỏa luôn lớn hơn các môn phái bình thường sau một phen suy tư phan công đáp mấy phương diện nguyên nhân đi đầu tiên trong môn bọn họ có tiền bối hấp thu thần hỏa có kinh nghiệm dạy dỗ còn có thể để cho bọn họ sớm cảm thụ một chút thần hỏa thuộc tính cảm giác cái này có thể gia tăng bọn họ đối với thần hỏa cảm ứng năng lực ít nhất không dễ dàng lướt qua chỉ bằng điểm này liền mạnh hơn mọi người quá nhiều hơn nữa bọn họ hiến bảo có công nhân số đi vào so với các môn phái khác nhiều hơn điều này cũng gia tăng xác suất tìm được đại phái thực lực vốn là cường nhân nhiều cũng liền ý nghĩa thực lực mạnh hơn thật muốn đụng tới cướp đoạt tình huống cũng càng dễ dàng thắng được đủ loại ưu thế tổng hợp lại xác suất đại phái đắc thủ khẳng định lớn hơn nhiều so với các môn phái khác giới luân quan vuốt trâu vuốt cầm nói phan sư huynh nói có lý là có lý như vậy yến khúc phong nói cách khác nếu như nhân số của chúng ta tăng lên một ít, thì có thể gia tăng rất nhiều khả năng đệ tử chúng ta hấp thu được thần hỏa. Phan Công ứng cười khổ, nào có loại chuyện tốt đó. Nói xong chợt sửng sốt. Giới Luân Quang cũng phản ứng lại, ánh mắt lóe lên nói, Tông Chủ nói là những người đồng minh sơn kia. Yến Khúc Phong cân nhắc chậm rãi nói, thoáng cái có thêm 13 người tương trợ, xác suất muốn không tăng lên cũng khó, các ngươi đừng quên bọn họ bên kia còn có sư xuân biểu hiện của tên kia tại thiên vũ lưu tinh đại hội, các ngươi đều thấy, nếu hắn nguyện ra một tay, xác suất còn có khả năng lớn hơn một chút, mà đồng minh sơn là tông chủ. Ngụ ý là, thu phục đồng minh sơn, tự nhiên cũng thu phục 13 người kia. Phan công ứng chần chờ nói, đã trục xuất tông môn, người ta đã tự lập môn hộ, sợ là không dễ dàng. Yến Khúc Phong, sư phụ hắn đâu? Hắn từ nhỏ theo sư phụ tu hành, một chút tình cảm cũng không có sao có được hay không, đều phải dò xét, tận lực tranh thủ. 13 người tham dự hội nghị, ngay cả nhân số cũng không gom đủ, rõ ràng không có nghiêm túc đối đãi, chính là đi ngang qua sân khấu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuyết phục bọn họ hoặc nhiều hoặc ít ra chút sức lực chưa chắc sẽ rất khó. Thần hỏa vực ngày mai sẽ mở ra, việc này không nên chậm trễ, giới trưởng lão, ngươi lập tức đi một chuyến, lập tức đem sư phụ hắn từ tông môn gọi tới, phải nhanh. Được. Tôi đi đây. Giới Luân Quang nhanh chóng chấp tay rời đi. Hắn vừa đi, Phan Công ứng nói ra lo lắng của mình, Minh Sơn Tông đến bây giờ cũng không tới báo danh, sẽ không bị áp lực không tới chứ. Yến Khúc Phong, muộn một chút cũng có thể, mặc kệ có tới hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Quay đầu lại chấp tay đi qua đi lại nói, dù sao cũng từng là đệ tử tinh anh được tông môn chúng ta bồi dưỡng ra, thật đúng là đừng nói một môn phái mới sáng lập có thể gia nhập thần hỏa minh ước chúng ta có thể đã xem thường năng lực của đồng minh sơn phan công ứng nghĩ nghĩ nói dùng năng lực của hắn chỉ sợ chưa chắc có thể làm được cũng có thể là những người khác khả năng sư xuân kia lớn hơn yến khúc phong gật đầu đồng ý lý lẽ là như vậy nhưng hắn có thể trở thành tông chủ khai sơn lập phái còn có thể lấy tên của hắn đặt tên tông môn nếu nói trong số những người đó không có chút uy tín ngươi cảm thấy có thể làm được sao Phan Công ứng suy tư khẽ gật đầu. Mà đối với một số người mà nói, muốn biết nội tình 13 người Minh Sơn Tông gia nhập thần hỏa Minh ước cũng không khó, sớm đã biết là Nam Công Tử ở sau lưng thúc đẩy, thậm chí còn biết nguyên nhân Nam Công Tử thúc đẩy như thế. Trên một bãi cát sản khoái như tranh vẽ, cũng thiếu từ đang cùng hai mẹ con Lan xảo Nhan và Miêu Diệt Lan thưởng thức cảnh biển, nghe thủy triều lên thủy triều xuống. Hai mẹ con là cũng thiếu từ mời tới. Hai người đã sớm nhận được lời mời của Cũng Thiếu Từ, mà khi đó, hai mẹ con còn không biết Sư Xuân và Ngô Cân Lượng muốn tham gia thần hỏa minh ước. Hai người có thể tới, thuần túy nhìn thấy là Cũng Thiếu Từ mời, Lan xảo nhang vui vẻ đáp ứng, đã sớm an bài thời gian, ngay cả nữ nhiên nghĩ cũng sớm hỗ trợ mời tốt. Miêu Diệt Lan đối với an bài của mẫu thân chưa nói tới thích cái gì, cũng chưa nói tới bài xích cái gì, thái độ đối với Cũng Thiếu Từ cũng như thế, nàng từ nhỏ tương đối nhu thuận thói quen an bài của người nhà cũng biết ý tứ của mẫu thân nếu như người nhà làm ra quyết định để cho nàng gả cho cũng thiếu từ nàng cũng sẽ không bài xích sẽ tuân theo nếu gia đình cảm thấy không phù hợp vậy cô sẽ không lấy chồng bởi vì người nhà đã sớm đem bộ dáng toàn bộ thế giới mang tới trước mắt của nàng để cho nàng hiểu được người nhà an bài cho nàng sẽ là tốt nhất lại bởi vì biết cũng thiếu từ có thể sẽ trở thành trượng phu của mình cho nên mỗi lần nàng nhìn thấy cũng thiếu từ là có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, cũng thiếu từ lớn lên cũng không tệ, điều kiện cũng rất tốt, trong sự ngượng ngùng của Miêu Diệt Lan cũng có ước mơ đối với tình yêu. Mà cũng thiếu từ sở dĩ phát ra lời mời này, là tại thiên vũ lưu tinh đại hội nhìn thấy người Miêu gia đối với sư Xuân Tương đối chú ý, cho rằng một nhà bọn họ thích xem Miêu định nhất không tới, toàn bộ bác vọng lâu phụng bộ châu cơ bản chính là Miêu định nhất quản, ở một mức độ nào đó, Vốn là ở trên địa bàn của hắn, hắn nghĩ đến tùy thời có thể tới Phong cảnh rất đẹp, so với nơi lưu đầy đẹp mắt hơn nhiều Tán gẫu vài câu sau, Lan xảo nhan hỏi, nói cách khác Chuyện sư Xuân tham gia thần hỏa minh ước, ngươi đã sớm biết Cũng thiếu từ mỉm cười nói, từ không giấu giếm ngài Hai tháng trước đã biết, việc này ta coi như là kinh ngạc một phen Lan xảo nhan nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nói cách khác Nam công tử lần này thao bàn đánh bạc ngươi cũng có phần. Cũng thiếu từ không giấu giếm nàng, mọi người nói chơi một chút, ta đặc biệt độc hành không thích hợp, đi theo góp vui mà thôi. Miêu Diệt Lan hơi nhíu mày, lấy tính mạng người khác ra đánh cược sao? Cũng thiếu từ vội giải thích, không đến mức như vậy. Trong thần hỏa vực ngăn cách với bên ngoài, phí môn vô dụng, cuối thiên kính vô dụng, ngay cả tử mẫu phù cũng vô dụng, bên ngoài không nhìn thấy động tĩnh bên trong, liên lạc từ xa bên trong cũng không tiện, cơ bản mất đi khả năng điều khiển thần hỏa minh ước nên tiến hành như thế nào thì tiến hành như thế đó bên ngoài có thêm một bàn đánh bạc mà thôi lan xảo nhan nam công tử đem sư xuân bọn họ vận hành đi vào chẳng lẽ không phải là vì thao túng đánh cuộc sao cũng thiếu từ xấu hổ nói xem như vậy đi cũng không đúng hoàn toàn đầu tiên là sư xuân tự mình yêu cầu đi vào chơi nam công tử chỉ hỗ trợ đẩy một chút ý của nam công tử là Sư Xuân đi vào chỉ là chơi đùa, hắn không quá tin tưởng, cho nên sau khi Sư Xuân đi vào, sẽ là một biến số cực lớn, nói không chừng sẽ làm cho những môn phái vốn chiếm ưu thế kia thất bại. Lan xảo nhan hiểu, nói cách khác, các ngươi lần này đánh bạc bằng cách chơi sớm có tính toán, vốn cũng sẽ không lỗ, chỉ là kiếm được nhiều, kiếm được ít quan hệ, mà thả một cái biến số đi vào, thì có thể cho các ngươi đại kiếm một khoản. Cũng thiếu từ cười mỉa, hẳn là có ý như vậy, ta cũng không hiểu, liền đi theo chơi đùa để cho luyện khí tông môn phá thần hỏa minh ước quy cũ đó là ngay cả thiên đình đều khó có thể làm được chuyện đó là ngay cả tứ đại bộ phận châu vương đình đều khó có thể phối hợp nhất trí sự tình bọn họ ở sau lưng cứ như vậy cho làm thành miêu diệt lan như có điều suy nghĩ cũng thiếu từ chỉ có thể cười khổ hắn đã giải thích rồi lại giải thích giải thích nữa đã không cần thiết lan xảo nhang lại hỏi sư xuân hiện tại đang ở đâu cũng thiếu từ Người hẳn là còn chưa tới còn chưa đi báo danh Còn chưa tới sao Lan xảo nhan có chút ngoài ý muốn Còn muốn gặp lại Lần trước sư xuân tặng quà cho con gái bà Làm cả nhà bà giật mình Lần trước sư xuân từ trong lao đem 11 người kia vớt ra Cũng là trải qua sự đồng ý của nàng Nàng thật không nghĩ tới nhóm người thả ra này lại thành một môn phái Lại còn muốn xông vào thần hỏa vực Người là sư xuân vớt ra Cho nên nàng rất rõ ràng sư xuân mặc dù không phải tông chủ nhưng khẳng định là đầu của những người đó thật tình không biết lúc này sư xuân đang cùng nam công tử tản bộ hóng gió ngắm cảnh trên bãi cát cách đây không quá xa nhưng chuyện sát phong cảnh xuất hiện tử mẫu phù của phượng trì truyền tin tới chuyện sáng lập minh sơn tông bọn họ đã biết muốn gặp ngươi làm sao vậy thấy hắn lắc đầu nam công tử hỏi sư xuân dứt khoát cho hắn xem nội dung truyền tấn nam công tử vừa nhìn liền biết cái gọi là bọn họ kia là chỉ người nào kinh nghi nói đã hơn hai tháng rồi ngươi đem bọn họ đều mang đến ngày mai sẽ bắt đầu ngươi đến bây giờ cũng không có nói cho bọn họ biết muốn đi vào sư xuân trả lời tử mẫu phù trước nói sẽ đến ngay sau đó mới giải thích nói muộn một ngày bọn họ sẽ lo lắng muộn một ngày nam công tử rất im lặng như vậy thay người suy nghĩ thuyết pháp hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhìn không được cười khổ nói sẽ không xảy ra chuyện a à, ta tốn lớn như vậy tinh lực giúp các ngươi lấy vào sẽ không chuyện đến trước mắt đổi ý a à. sư xuân yên tâm vấn đề không lớn ít nhất có ba người nguyện ý đi vào nói như vậy trước ta trở về xử lý một chút mau đi mau đi nam công tử liên tục phất tay đuổi hắn đi sau khi đuổi người đi lại vội vàng kêu gọi đầu hàng không thành vấn đề nhớ kêu một tiếng với ta cũng không biết sư xuân có nghe thấy hay không dù sao sư xuân đã lắc mình rơi ở xa xa hắn không khỏi than thở phiền lòng còn tưởng rằng đã sớm giải quyết xong cái gì cũng chưa nói vậy ngươi ở trên đảo lung tung cái gì a à? tâm thật lớn ta cái mạng quan tâm này khi sư xuân trở lại phòng mình một đám người đều ở trong phòng mình chờ ngô cân lượng ngồi trong góc như cười như không sờ hồ lô của mình hắn cũng rất nhàm chán sư xuân cũng không cho hắn ra ngoài đi dạo nói hắn cao lớn quá dễ thấy dễ dàng bị người nhận ra. Được rồi, bên ngoài phong cảnh như tranh vẽ, mỹ nhân đến đây du ngoạn cũng rất nhiều, ta không ra khỏi cửa, ta nghẹn trong phòng được không, thế nào? Ta không đi ra ngoài, cái này không phải vẫn bại lộ sao? Hắn hiện tại một bộ dáng đang chờ xem náo nhiệt. Đại đương gia. Nhìn thấy sư Xuân tiến vào đóng cửa. Đám người chữ cạnh đường nhau nhau lên tiếng chào hỏi, ăn của người ta dùng của người ta, điểm ấy thái độ cơ bản phải có không đợi bọn họ nói chuyện sư xuân tiên vui tươi hớn hở nói sao biết hết rồi vừa nói vừa quét mắt nhìn phản ứng của mọi người không ngoài dự liệu đồng minh sơn an vô chí và chu hướng tâm rõ ràng có chút chờ mong mà đám người chữ cạnh đường thì rõ ràng có chút sầu lo chữ cạnh đường thử xác nhận đại đương gia bên ngoài đồn đại chúng ta sáng lập môn phái gia nhập thần hỏa minh ước muốn tiến vào thần hỏa vực là thật sao Sư Xuân hướng đồng Minh Sơn hất cầm, các ngươi không phải nói cơ hội khó có được, không phải muốn đi vào chơi đùa sao? Ta đây còn không phải nghĩ biện pháp thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, nếu không chẳng phải là ta đây đại đương gia phụ kỳ vọng của mọi người sao? Phượng Trì và Tượng Lam Nhi lặng lẽ theo dõi, có thể đọc hiểu ánh mắt của nhau, đã sớm biết người này sẽ nói như vậy. Đoạn tướng Mi cũng ở hiện trường gấp vui, đứng ở phía sau ngô cân lưỡng đùa dẫn hồ lô, ngón tay ở sau lưng ngô cân lượng vẽ vòng tròn chơi đùa, kỳ thật cũng đang nghe những người này nói chuyện. Đã ở chung lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng biết chữ cạnh đường những người này là ai, thì ra đều là người lúc trước đi theo đại đương gia giành thiên hạ ở thiên vũ lưu tinh đại hội, sau khi bị trục xuất môn phái, cư nhiên lại lăn lộn cùng một chỗ với đại đương gia. Ngô cân lượng nói không rõ ràng, dẫn đến nàng cũng có chút khâm phục mị lực nhân cách của đại đương gia, sau khi bị lừa, còn có thể tiếp tục đi theo, đây không phải mị lực nhân cách thì là cái gì dù sao nàng cảm thấy ngô cân lượng cũng rất thông minh cộng thêm thân hình cao lớn mày rậm mắt to đường đường là khí khái nam nhi nàng rất sùng bái ngay cả ngô cân lượng cũng tâm phục khẩu phục đại đương gia vậy nhân cách mị lực của đại đương gia khẳng định là không nói đương nhiên tới trên đảo vài ngày tự nhiên cũng rõ ràng cái này thần hỏa minh ước là chuyện gì xảy ra mới vừa nghe được mọi người nghị luận còn không dám xác định Hiện tại đại đương gia chính miệng thừa nhận, trong lòng nàng không khỏi ngoan ngoãn, cảm thấy đại đương gia quá lợi hại, cái này cũng có thể làm cho thần hỏa minh ước phá lệ, thật không biết là làm sao làm được. Dù sao nàng tự nhận nơi này không có chỗ nàng nói chuyện, lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn. Đám người chữ cạnh đường nghe được cách nói này thật sự là dở khóc dở cười, phát hiện thật đúng là vậy, chỉ có một cách nói chuyện phím lúc lên đảo, vị đại đương gia này thật đúng là làm cho xong lúc trước trong bọn họ có người ra ngoài hít thở không khí mà thôi, nghe được nghị luận tương tự còn tưởng rằng mình nghe lầm, vừa nghe ngóng, kinh hách không nhẹ, nhanh chóng trở về nói cho mọi người. Vì thế mọi người cũng nhau nhau đi ra ngoài hỏi thăm, được rồi, thật sự. Kết quả liền thành trước mắt như vậy. Tiếu tỉnh lo lắng nói, đại đương gia, thần hỏa vực cũng không thể so với thiên vũ lưu tinh đại hội nha, đây chính là chân chính dị vực, nghe nói rất nhiều địa phương hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, những luyện khí tông môn lại giỏi về luyện bảo rất nhiều tham dự đệ tử đều là cầm trong tay pháp bảo tham dự nhân số mặc dù xa không bằng thiên vũ lưu tinh đại hội nhưng lực sát thương lại xa chúng ta chạy vào có phải hay không quá nguy hiểm rồi sư xuân lo lắng nhiều rồi chúng ta chỉ vào đi dạo một chút đi dạo một chút nhìn xem có tiện nghi thì vớt không tiện nghi thì trốn cùng lắm thì trốn đến khi kết thúc thẩm không hiểu đồng dạng lo lắng nói đại đương gia chúng ta nghe bên ngoài nói những luyện khí tông môn kia nghe nói chúng ta tham gia giống như nổ tung ổ nói là phá hỏng quy củ oán khí như thế chúng ta đi vào những luyện khí nhân kia há có thể dễ dàng buông tha chúng ta ngụ ý chúng ta đi vào muốn trốn cũng chưa chắc có thể như nguyện đồng minh sơn lên tiếng nói thẩm huynh lo lắng nhiều rồi tình hình trong thần hỏa vực không giống với thiên vũ lưu tinh đại hội trùng cực tinh còn có thể cướp được từ trong tay người khác, thần hỏa một khi bị người khác hấp thu, cướp cũng không cướp được, muốn cướp cũng chỉ có thể cướp trước khi thần hỏa bị người ta hấp thu. Bọn họ tức thì tức, nháo thì nháo, cũng chỉ là ở bên ngoài kích động mà thôi, thần hỏa vực mở ra thời gian có hạn, một khi đi vào, bọn họ không có tâm tư lãng phí thời gian đi đuổi giết chúng ta. Vừa vào trong, bọn họ sẽ quên chúng ta, sẽ toàn tâm toàn ý đi tìm thần hỏa chu hướng tâm tuy là nữ nhân, lại phát ra hùng hồn sụt sôi ngữ khí, chư vị, tiến vào thần hỏa vực cơ hội, cũng không phải ai cũng có, nhất là những luyện khí nhân bên ngoài, đây chính là ngàn năm có một cơ hội tốt, há có thể bỏ qua. Nàng thật sự rất kích động, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình một người luyện đan, lại có tiến vào thần hỏa vực cơ hội, ở đây ai dám ngăn cản, nàng không ngại làm một hồi chanh chua. An vô chí nói, quả thật, hai ba trăm năm mới có một cơ hội, Tuyệt đại đa số người cả đời cũng không biết thần hỏa vực bên trong trông như thế nào, có thể phá lệ đi vào một lần, cho dù là mạo hiểm một chút cũng đáng giá, đi vào một lần đáng giá nói cả đời. Hắn cũng rất kích động a, à, mặc dù biết cho dù là đi vào, đạt được thần hỏa khả năng cũng không lớn, nhưng vẫn là rất kích động, vạn nhất thì sao? Vạn nhất chiếm được một đạo thần hỏa, hỏa tính công pháp mình tu luyện sẽ mở rộng đến một cảnh giới khác, hoặc mở rộng đến một loại khả năng khác đến tột cùng là khả năng gì, ai cũng không biết, bởi vì thần hỏa có 36 loại, mỗi một loại kết hợp hỏa tính công pháp mình tu luyện đặc tính. Đều có thể mở rộng ra một loại khả năng. Hơn nữa còn là cơ hội để nâng cao tu vi của mình, đây là cơ hội chân chính ông trời giao cho ngươi thần thông, hiện giờ đã lấy được tư cách vào sân làm sao có thể bỏ qua. Chu hướng tâm lại nói, hai ba trăm năm một lần cơ hội, chúng ta có thể sống bao lâu, ai cũng không biết, đây có lẽ chính là chúng ta cuộc đời này duy nhất cơ hội thật có thể sống đến lần sau mở ra vậy tu vi chúng ta cũng đều đột phá đến nhân tiên cảnh giới đến lúc đó đã đúc thành tiên thể thân thể đã siêu phàm thuộc tính đã định cho dù gặp thần hỏa hấp thu ngược lại sẽ phá hủy hỏa nguyên của mình ngược lại sẽ phế đi tu vi của mình giết chết chính mình đến lúc đó còn đi vào làm gì cái gì gọi là lập trường cái này gọi là lập trường ba vị có thiên phú tương quan người tu luyện hỏa tính công pháp ở đó kích động trần thuật, ở đó kích động cãi lại. Sư Xuân ở bên ngược lại đỡ phải nói chuyện, một ít lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị tốt tạm thời cũng không dùng được, nhìn ba người cùng chữ cạnh đường tám người biện bạch. Tám người chữ cạnh đường có cảm giác bị ba người đè nén dãy dùa. Tám người chỉ nói sau khi đi vào có thể sẽ có các loại nguy hiểm, nói không ra đạo lý gì khác, mà ba người chu hướng tâm thì tâm tình kích động, ngoài trừ nước bọc điên cùng phun ra tám người, tự hồ còn muốn động võ, dám không đi vào ta liền đánh ngươi. Được rồi, sư Xuân xem như đã nhìn ra, cho dù đi vào, có ba người này ở đây, cũng không cần lo lắng thuyết phục không được mọi người đi tìm thần hỏa. Tranh luận quá mức kích động về sau, chu hướng tâm đột nhiên phất tay nói, các ngươi không dám đi vào coi như xong, chúng ta mấy người tự mình đi vào. Đồng Minh Sơn và An Vô Chí đang có ý này. Tám người chữ cạnh đường không lên tiếng nữa, tùy ý các ngươi rất rõ ràng, cũng hợp ý bọn họ. Cái này sao được, sư Xuân rốt cục lần nữa lên tiếng, việc này, muốn vào cùng vào, nếu không vào cũng đừng vào, mọi người đều là một thể, không có đi vào mấy người, để lại vài đạo lý. Được rồi, cũng đừng tranh cãi, tất cả mọi người đi vào, đều đi xem một chút, vẫn là câu nói kia, có tiện nghi liền nhặt, không tiện nghi liền trốn đến có thể đi ra mới thôi, việc này liền định như vậy. Đại đương gia anh Minh Chu hướng tâm chấp tay ông quyền, thanh âm trong trẻo. Đồng Minh Sơn và An Vô Chí cũng đồng thanh ông quyền theo, đại đương gia anh Minh. Loại lời nịnh hót này có thể thốt ra, vả lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, còn có thể nói thanh thuần tự nhiên như thế, đều là thuận miệng với ngô cân lượng. Chữ cạnh đường thì có chút nóng nảy, đại đương gia, một đống người lo liệu pháp bảo uy hiếp không nói, nghe nói trong lịch sử thần hỏa vực còn từng xuất hiện tình huống kết thúc trời đi, không thể mở ra nữa, dẫn đến người đi vào bị vây chết ở bên trong tương tự ngoài ý muốn nghe nói còn không chỉ một lần mà là nhiều lần đồng minh sơn ba người đang muốn cãi lại ai ngờ sư xuân là người đầu tiên nhìn chằm chằm chất vấn vậy ngươi vì sao sớm không nói lúc lên đảo lúc ta nói nghĩ biện pháp ngươi vì sao không nói chờ chuyện của ta đã làm thỏa đáng ngươi nói với ta cái này có ý gì chữ cạnh đường bị nói là tức giận vội xua tay nói đại đương gia tôi không có ý này chỉ là tôi cảm thấy nguy hiểm tôi cũng là vì mọi người vậy các ngươi có biết vì việc này mà gây ra bao nhiêu phiền toái bọn nam công tử vì thế mà ra bao nhiêu lực không hiện tại nói không vào đùa dẫn người đâu ngươi cho là người nào cũng có thể tùy ý đùa dẫn sao ngươi đùa dẫn những người đó thử xem cam đoan so với các ngươi tiến vào thần hỏa vực còn nguy hiểm hơn có ý kiến hoàn toàn câm miệng không tiếng động so với tiến vào thần hỏa vực còn nguy hiểm hơn vậy còn phản đối cái trắm a trong nháy mắt giải quyết xong phượng trì âm thầm chật chật vài tiếng khuỷu tay hơi chạm vào tượng lam nhi ra hiệu sư xuân lại nhìn mọi người chỉ vào ngực mình nói ta sẽ không đứng nói chuyện không đau thắt lưng gặp nguy hiểm thì thế nào ta dẫn đầu tiến vào đương nhiên ta cũng không miễn cưỡng đại lộ hướng lên trời cho phép mỗi người đều có chí riêng trước khi thần hỏa vực mở ra cho phép tùy thời rời khỏi được rồi nên làm gì thì làm đi ngô cân lượng cười hắc hắc mang theo hồ lô đứng dậy được rồi giải tán đi nói xong trước mặt mọi người đưa tay ông lấy eo đoạn tương mi đi chúng ta ra bờ biển tìm một chỗ không có người đi bẹp bẹp vậy thật sự là không kiên nể gì tán tỉnh đem đoạn tướng mi làm cho rất ngượng ngùng hất hắn ra mở cửa chạy trước khi một đám người tan cuộc có người chí khí do dự có người ủ rũ trong hành lang một nữ nhân thò đầu ra trước cửa phòng khi quay đầu nhìn về phía những người này, thấy Chu Hướng Tâm xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, lên tiếng: "Sư tỷ." Một nữ nhân lớn lên còn rất xinh đẹp, so với Chu Hướng Tâm lớn lên xinh đẹp hơn, trước tiên sang một bên nhường Ngô Cân Lượng và Đoạn Tương Mi, sau đó sang một bên bước nhanh về phía Chu Hướng Tâm. Chu Hướng Tâm nhìn thấy cô gái này cũng rất bất ngờ, sư muội đồng môn của nàng, hơn nữa còn là người giống với sư phụ nhất, tên là Mãn Vân Kiều. Chu Hướng Tâm rất bất ngờ nói: sao ngươi lại tới đây? Mãn Vân Kiều nhìn người bên này, cười nói, sư tỷ, đã lâu không gặp, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Chu hướng tâm do dự một chút, khẽ gật đầu chào đồng bọn rồi xoay người đi theo. Ngô Cân Lượng dừng bước quay đầu nhìn theo, lại kéo đoạn tướng mi tiếp tục đi về phía trước, bộ dáng chẳng hề để ý một đám người lần lượt trở về phòng mình. Ngô Cân Lượng vào cửa đóng cửa đưa tay chặn cạnh cửa, không cho cửa hoàn toàn đóng lại, ánh mắt quay đầu chợt trở nên sắc bén. Đối với đoạn tướng mi dựng ngón tay làm động tác im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Một gian cửa mở phượng trì từ trong phòng đi ra, bước nhanh đuổi theo hướng Chu Hướng Tâm biến mất. Thân hình nàng mới vừa biến mất ở góc cầu thang, thân ảnh Ngô Cân Lượng lại từ trong phòng đi ra, vẫn là bộ dáng chẳng hề để ý, lắc lư đến cửa phòng Sư Xuân, hành lang nhìn trái nhìn phải, cũng không gõ cửa thi pháp trực tiếp mở cửa đi vào. Sư Xuân đứng ở trước cửa sổ quay đầu lại nhìn hắn, không biết hắn vào ra vào muốn làm gì, không phải muốn đi bẹp 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 sao. Ngô Cân Lượng đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, lúc chúng ta đi ra ngoài, bên ngoài hành lang đụng phải một nữ nhân, rất xinh đẹp, mặc xiêm y vạn thảo đường, gọi chu hướng tâm sư tỷ, kéo chu hướng tâm rời đi, không biết đi đâu. Sư Xuân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không nói. Đợi một lát, Ngô Cân Lượng lại nhắc nhở, đây không phải là tình cờ gặp gỡ, cô gái kia ở trong hành lang tìm kiếm từng gian phòng, hẳn là cố ý tới tìm chu hướng tâm, sợ là theo vào thần hỏa vực có liên quan, phải đề phòng một chút. Sư Xuân vẫn trầm mặt như cũ, một lúc lâu sau ừ một tiếng, ta biết rồi. Vì thế ngô cân lượng cũng không nói nhiều, tin tưởng hắn có trí tuệ lớn hơn nữa đối mặt với việc này, nên ngang rời đi. Rời khỏi thần hỏa cung khách sạn sau, chu hướng tâm thấy mãn vân kiều vẫn mang theo chính mình chạy đi, không giống như là muốn nói chuyện gián vẻ, bao nhiêu sinh lòng cảnh giác, không khỏi dừng lại gọi một tiếng, Vân Kiều, đây là đi đâu? Mãn Vân Kiều quay đầu lại, thấy thế lại bước nhanh đến bên cạnh nàng, thấp giọng nói, sư tỷ, sư phụ tới tìm ngươi. Chu Hướng Tâm ngẩn ra, sau đó tâm tình rối loạn, bị Mãn Vân Kiều dắt đi. Bích Hải Cư, hai người vào khách sạn này, ở bên trong gõ cửa phòng. Trong phòng có ba người đứng, hai người đàn ông lớn tuổi một người phụ nữ quay mặt nhìn thấy ba người này chu hướng tâm có thể nói là tiếng lòng rung lên phụ nhân chính là sư phụ của nàng bách đình phương nam nhân tóc hoa râm bưng uy nghi ở giữa tên là ngao hồng du chính là trưởng môn vạn thảo đường một nam nhân khác là trưởng lão liêm hồ trong môn không ngờ lại có ba người đang đợi nàng mà ánh mắt của ba người này đều đang nhìn kỹ nàng hoặc uy nghiêm hoặc hòa ái hoặc mỉm cười mãn vân kiều không có đi vào bên trong ở bên ngoài đóng cửa lại. Chu hướng vô thức gọi một tiếng, sau đó lại không biết nên gọi hai vị kia như thế nào, dù sao mình cũng đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng vẫn thử hành lễ, bái kiến trưởng môn, bái kiến liêm trưởng lão. Ngao hồng du mặt lộ hòa ái ngao trưởng môn đưa tay đỡ, không cần đa lễ. Ngược lại nhìn về phía liêm hồ đang mỉm cười, liêm trưởng lão, người là ngươi tự tiện làm chủ trục xuất sư môn, có nên hay không ngươi đều phải cho người ta một cái công đạo mới được bách đình phương uy nghiêm nghiêm mặt nói trưởng môn nói quá lời sai chính là sai liêm trưởng lão theo lễ công bằng làm việc không cần ăn nói gì cũng là đệ tử giáo đồ vô phương chu hướng tâm hơi cúi đầu không nói uy nghiêm của sư phụ đối với nàng mà nói trong lúc nhất thời vẫn khó có thể tiêu trừ liêm hồ khoác tay nói nói cũng không phải như vậy tình huống lúc đó mười môn phái kia đều làm như vậy đều đem đệ tử cầm đầu trục xuất tông môn ta cũng liền làm theo quay đầu nghĩ quả thật lỗ mãn ít nhất phải mang về tông môn ít nhất phải trải qua sự đồng ý của một người làm sư phụ như ngươi dưới tình huống một người làm sư phụ như ngươi cũng không biết dưới tình huống tông môn cũng không biết tin liền tự tiện trục xuất người ta quả thật là ta làm sai chu hướng tâm ngươi lúc ấy là bị che mắt ta lúc ấy cũng xúc động ngươi sai rồi ta cũng sai rồi ta không nên dễ dàng trục xuất ngươi khỏi sư môn chu hướng tâm kinh ngạc ngẩng đầu đây là tình huống gì Đường Đường là trưởng lão Vạn Thảo Đường, nhận sai với một tiểu đệ tử như mình. Nàng lúc ấy có thể trở thành đệ tử dẫn đội của Vạn Thảo Đường, tự nhiên cũng không ngốc, tình huống này, hơn nữa nghe xong những lời này, chỉ cần phân tích một chút, liền ý thức được sư trưởng trong các môn này vì sao mà đến. Nàng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng có hỏi, nếu thật sự hối hận, vì sao hôm nay mới đến, ta ở trong tù nhận hết đãi ngộ phi nhân, các ngươi ở đâu? thấy nàng không nói lời nào, Ngao Hồng Du trưởng môn cùng liêm trưởng lão nhìn nhau, sau đó cùng nhau đưa ánh mắt cho Bách Đình Phương. Vì thế Bách Đình Phương lên tiếng, hướng tâm, nghe nói ngươi đã có tên thần hỏa minh ước, ngày mai sẽ tiến vào thần hỏa vực, nhưng là thật sao? Mấy người bọn họ chính là vì chuyện này mà tới, chợt nghe thấy trong môn đồ vứt bỏ lại muốn tiến vào thần hỏa vực, quả thực đem toàn bộ phái trên dưới kinh hải. Thần hỏa đối với người luyện đang mà nói, cũng quan trọng như đối với người luyện khí, thế nhưng thần hỏa vực bị đoàn thể lợi ích của người luyện khí nắm giữ, dẫn đến người luyện đang mơ ước mà không được, chỉ có thể nhìn mà than thở. Tiến vào thần hỏa vực tìm kiếm thần hỏa, chuyện người luyện đang chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại, hôm nay lại bị bản môn vứt bỏ đồ để thực hiện, trong cửa một mảnh xôn xao, trong cửa cao tầng cũng ngồi không yên, ngay cả trưởng môn cũng tự mình chạy tới, mức độ coi trọng có thể tưởng tượng được. Không có biện pháp, một khi hấp thu dung hợp thần hỏa không nói những thứ khác chỉ đối với năng lực điều khiển hỏa hầu mà nói chính là người luyện đang tha thiết ước mơ trở thành một đời luyện đang tông sư khả năng không phải là mộng như thế nào là luyện đang tông sư tự nhiên là tài nghệ cao siêu người tài ba không thể có thể luyện chế ra cao phẩm giai đang dược đến nhưng chờ bọn họ tìm tới nơi này nghĩ hết biện pháp hướng khí vân cốc bên kia nghe ngóng nhận được tin tức cũng là minh sơn tông người đến nay tương lai bữa này làm cho bọn họ sốt ruột tình huống gì ngày mai sẽ bắt đầu sao còn chưa tới đợi đến khi đến nơi chạm mặt cũng không tiện kết quả sau đó vẫn là thần hỏa cung khách sạn bên kia truyền ra tiếng gió nói sư xuân bọn họ ở tại đó lúc này mới phái người đi tìm nói ngắn gọn chính là chuyện thập tam khí đồ hợp thành minh sơn tông động tĩnh càng náo càng lớn khách sạn thần hỏa cung bên kia có người đắc ý tiết lộ tin tức khách nhân vào ở nếu không người qua đường cho dù nhìn thấy bọn sư xuân cũng khó có thể nhận ra chu hướng tâm biết là vì chuyện này nhưng đối mặt với sư phụ mặc kệ trong lòng có oán hận bị trục xuất khỏi sư môn hay không dù sao cũng có ơn truyền nghề thụ nghiệp cuối cùng vẫn thành thật trả lời vâng nhận được hắn chính miệng xác nhận ngao hồng du trưởng môn cũng sẽ không bưng nữa từ từ hỏi chu hướng tâm người có nguyện trở về sư môn không nghe được sư môn có thể trở về từ nhỏ nếu chu hướng tâm nói một chút cũng không kích động, đó là giả, nhưng lại không kích động như vậy, bởi vì đã có dự liệu, đối với việc này một chút cũng không ngoài ý muốn, môi ngập ngừng, chậm chạp không nói. Bách Đình Phương thấy thế giận dữ mắng, làm càng, trưởng môn cho ngươi cơ hội, còn không mau mau quý trọng nắm chắc. Chu hướng tâm quả thật bị tiếng quát mắng này dọa sợ run rẩy, nhưng dù sao cũng rời khỏi sư môn, trong lòng có hận cũng là thật, thêm nữa sư xuân bên kia quả thật đối với nàng không tệ, hơn nữa sư xuân bên kia bày ra tương đối cường đại bối cảnh năng lượng, nàng cuối cùng cắn răng nói, sư phụ, đệ tử bây giờ đã là người Minh Sơn Tông, không dám phản bội Tông Môn. Nhiệt đồ, ngươi. Bách Đình Phương tức giận. Đình Phương, ngao hồng du trưởng môn ra tay dừng lại, không cho nàng lại nói tiếp, tự mình ôn ngôn nhỏ nhẹ nói, chu hướng tâm, thiên vũ lưu tinh đại hội có thể cho ngươi đi dẫn đội tham gia, ngươi tự nhiên không phải người hồ đồ nói vậy ngươi cũng biết chúng ta là vì sao mà đến. Ngươi bị trục xuất khỏi tông môn, cũng không thể nói ngươi không có lỗi, tông môn dễ dàng trục xuất ngươi, cũng không thể nói tông môn không sai, nhưng mọi việc đều nói, phúc hòa khó lường, nếu không có tông môn trục xuất ngươi, ngươi há có thể có cơ hội lần này. Chuyện cũ, đã là một hồi sai lầm, cũng là một hồi thành toàn đối với ngươi cùng đối với tông môn, đơn giản là thế sự vô thương. Lần này tiến vào thần hỏa vực, đối với ngươi mà nói, hoặc là đối với vạn thảo đường mà nói, đều là một cơ hội. Ngươi coi như có thể đạt được thần hỏa, cũng còn cần tông môn thành toàn, ngươi hỏa tính công pháp tu luyện tầng thứ còn thấp, chưa liên quan đến cao giai. Ngươi luyện đan tài nghệ cũng chưa liên quan đến cao giai. Thân là một người luyện đan, đã vào con đường này, trong lòng tất sớm gieo xuống chấp niệm, là không bỏ xuống được. Thân là một người luyện đan, trở thành một thành viên của một môn phái luyện khí, làm sao lại chặt đứt tiền đồ vạn thảo đường tuy không phải là nhân vật nổi tiếng đỉnh cấp năng lực trợ giúp đối với ngươi cũng không phải là thứ minh sơn tông có thể cho nếu dung hợp thần hỏa trở về tông môn tông môn hỏa tính công pháp phá lệ hướng ngươi hoàn chỉnh mở ra ngay cả sư phụ ngươi cũng còn không có tư cách đề cập đến giai đoạn cùng nhau truyền cho ngươi tông môn tất cả cao giai luyện đang tài nghệ cũng đem toàn bộ hướng ngươi mở ra bao gồm ta ở bên trong tất cả mọi người am hiểu đều đem dốc túi truyền thụ cho ngươi Tông môn tất cả tài nguyên đều đối với ngươi không giữ lại, toàn lực ủng hộ ngươi. Mục đích không có nó, vì thành toàn ngươi, vì để cho ngươi trở thành đan đạo tông sư, ngươi thành tông sư cũng là thành toàn ta Vạn Thảo Đường. Chu Hướng Tâm, ta vẫn là câu nói kia, đây là một hội thành toàn cho nhau giữa ngươi và tông môn. Mà ngươi vốn chính là ta Vạn Thảo Đường đệ tử, xuất thân của ngươi đi tới chỗ nào đều không thay đổi được, vô luận như thế nào đổi đường đều không xóa đi Vạn Thảo Đường dấu vết liên tiếp hứa hẹn, làm tim chu hướng tâm đập thình thịch, lực hấp dẫn không thể nói là không lớn. Một ít lời nói cũng quả thực đâm trúng điểm yếu của nàng, không sai, hỏa tính công pháp nàng tu luyện cũng không liên quan đến cao giai, tài nghệ luyện đan của nàng cũng còn chưa mò mẫm đến giai đoạn cao giai, nàng không phải thiên túng kỳ gì mới có thể tự mình lĩnh ngộ ra, những thứ này đều cần có người truyền thụ cho nàng. Nhưng sư Xuân lại đối xử với nàng không tệ, nội tâm nàng rất rối rắm bách đình phương đợi rồi lại đợi nhẫn rồi lại nhẫn cuối cùng vẫn trách cứ một câu cơ hội tốt như vậy ngươi còn do dự cái gì chu hướng tâm cuối cùng vẫn khuất phục rời khỏi minh sơn tông còn mặt mũi nào đi theo vào thần hỏa vực lời này vừa nói ra ánh mắt ba người đều sáng lên nguyên triều trưởng lão lập tức chuyển âm nói rời khỏi minh sơn tông còn có mặt mũi gì đi theo vào thần hỏa vực có một điểm không thể không thừa nhận tên sư xuân kia vẫn có chút năng lực chỉ dựa vào lần này có thể làm cho thần hỏa minh ước phá lệ thì không được, mượn lực lượng của hắn tìm kiếm thần hỏa, cơ hội thành công của ngươi sẽ gia tăng thật lớn. Không cần có gánh nặng tâm lý gì, cái này gọi là một báo trả một báo, sư xuân hắn lúc trước có thể lừa gạt ngươi, có thể lợi dụng ngươi, ngươi vì sao không thể lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Không thể không nói, nhóm người vạn thảo đường có thể tới tìm chu hướng tâm, là có chuẩn bị mà đến, đối mặt với thế công có lợi nhầm vào, kỳ thật rất ít người có thể gánh vác chu hướng tâm cũng không ngoại lệ cuối cùng bại trận chu hướng tâm trở về từ khách sạn thần hỏa cung một đường trầm mặc trên đường nhiều lần thiếu chút nữa đụng phải người có chút thất thần là mang theo tràn ngập cảm giác tội lỗi trở lại phòng mình cô ở một mình trong phòng cũng không ai quấy rầy tâm tình kích động muốn tiến vào thần hỏa vượt lúc trước hoàn toàn không còn bởi vì sư xuân quả thật đối đãi với nàng không tệ cái loại hậu đãi không mỏng này, thậm chí làm nạn có một loại ý nghĩ, vừa vặn Sư Xuân không có nữ nhân, mà nàng cũng chưa gả, giữa hai người chưa chắc không có khả năng. Nàng không thể không thừa nhận, Sư Xuân xem như là một nam nhân rất ưu tú, lớn lên cũng không khó coi, ở giới tu hành có thể có bạn lữ như vậy cả đời này, cũng không tính là cô phụ cuộc đời này. Nhưng hết thảy đều dừng ở đây, sau thần hỏa vực, nàng sẽ trở về tông môn. Nàng ngã xuống trên giường cuộn tròn trên giường bất động một chút giống như đã chết, chỉ có gió biển ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào một mực trấn an nàng. Đoạn Tướng Mi trở lại phòng mình, bước nhanh tới bên người Ngô Cân Lượng thấp giọng thì thầm vài câu. Vì thế Ngô Cân Lượng lại xách hồ lô của mình ra cửa, trực tiếp đi tới phòng Sư Xuân, cũng không gõ cửa, thi pháp đẩy chốt cửa mà vào. Sư Xuân khoanh chân đã tọa trên giường mở mắt nhìn, chậm rãi nói một câu, sao ngươi lại tới nữa, vào ra vào làm gì? Đây đã là lần thứ ba ngô cân lượng tự tiện xông vào, trước đó không lâu mới chạy tới nói chuyện của An Vô Chí, nói có người gõ cửa phòng An Vô Chí, mời An Vô Chí cùng nhau rời đi. Ngô cân lượng ngồi bên giường, thấp giọng nói, đồng minh Sơn vừa mới bị người gõ cửa mời đi. Sư Xuân ngồi thiền nửa híp mắt lóe ra ánh mắt, lúc trước vẫn im lặng rất tốt, sao đột nhiên trong khoảng thời gian này tập trung bị người ta gọi ra ngoài. Xem ra là có người đem tin tức chúng ta ở đây bại lộ ra ngoài. Ngô Cân Lượng, cái này không quan trọng, quan trọng là đồng minh sơn ba người kia, tại sao là ba người bọn họ? Có thể dễ dàng đem bọn họ cho gọi đi, ta đoán chừng đều là bọn họ trước đó sư môn, là ý đồ gì, người sẽ không đoán không được đi. Sư Xuân liếc hắn một cái, ngày mai sẽ đi vào, vừa đi vào chính là 7749 ngày, tranh thủ thời gian cùng đoạn tương mi của ngươi bẹp bẹp đi thôi, dù sao đã bại lộ, không cần trốn, dẫn nàng đi dạo khắp nơi trên đảo đi phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta trước kia thật đúng là chưa từng thấy qua. Ngô Cân Lượng, không phải, ba người kia, tốt nhất an bài người âm thầm đi theo xem. Sư Xuân liếc hắn một cái, được rồi, việc này không cần ngươi quan tâm, sẽ có người nhìn chầm chầm. Ngô Cân Lượng hỏi, ngươi chỉ ma đạo bên kia. Sư Xuân khẽ lắc đầu, lúc trước gặp Nam Công Tử, ta đã nhờ Nam Công Tử hỗ trợ. Nên xử lý như thế nào, đã có ước định với nam công tử ngô cân hơi giật mình trong đầu hơi chuyển hướng chợt hiểu ra nói ngươi sớm đoán được có người sẽ tìm ba người bọn họ sư xuân ngươi tưởng ta không đến khí vân cốc báo danh tình nguyện dùng tiền mang mọi người trốn ở chỗ này là vì sao được rồi chơi trò của ngươi đi hắn vừa rảnh rỗi phải nắm chặt thời gian luyện hóa ma diễm trong cơ thể mình mỗi lần luyện hóa một phần tu vi thực lực của mình sẽ tăng trưởng một phần thấy hắn sớm có phòng bị, trái tim ngô cân lượng nhất thời đặt ở trong bụng, tiếng cười hắc hắc như chiêu bài lại nổi lên, vỗ vỗ đùi, đứng dậy rời đi, lúc này thật sự mang theo đoạn tương mi đi bờ biển chơi. Hắn vừa đi không lâu, Phượng Trì lại gõ cửa vào phòng Sư Xuân. Cửa vừa đóng, nàng lập tức chạy đến bên cạnh giường Sư Xuân ngồi, thấp giọng nói, chu hướng tâm bị người ta gọi ra ngoài, gặp mặt người của vạn thảo đường. Có sư phụ nàng Bách Đình Phương, còn có trưởng môn Vạn Thảo Đường Ngao Hồng Du, trưởng lão Vạn Thảo Đường Liêm Hồ. Trận chiến này cố ý chạy tới gặp nàng, có ý đồ gì không khó đoán. Sư Xuân hỏi, người đã về chưa? Phượng Trì, về rồi, về phòng mình. Sư Xuân hơi im lặng, chợt khẽ gật đầu, được, ta biết rồi. Phượng Trì, còn nữa, An Vô Chí và Đồng Minh Sơn cũng bị người ta gọi ra ngoài, bây giờ còn không biết chạm mặt với người nào, nhưng không khó đoán ra phải cẩn thận một chút. Xem ra ta phải để cấp trên phái người nhìn chầm chầm một chút. Sư Xuân, không có việc gì, không cần lo, bọn họ đi vào cũng gấp đủ số, ta đi vào chỗ này chủ yếu vẫn là giúp người bên kia của ngươi, không đáng gây khó dễ cho bọn họ. Ngẫm lại cũng đúng, Phượng Trì gật gật đầu, cũng rời đi. Mới vừa ra cửa đóng cửa, nàng thấy được vừa trở về an vô chí, song phương lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, sau đó mỗi người trở về các gian phòng. Lúc này đồng Minh Sơn đã tới khí vân cốc, bị người đưa tới nơi đóng quân của Bách Luyện Tông. Từng là đồng môn, nhìn thấy hắn xuất hiện, có người nhíu mày, có người hâm mộ, dù sao cũng không biết có nên chào hỏi hay không. Sau khi vào một gian phòng, hắn gặp được trưởng môn Yến Khúc Phong, trưởng lão Phan Công Ứng và Giới Luân Quang, còn có sư phụ La Ngoan của hắn. Tình hình gặp mặt cùng lúc trước chu hướng tâm nhìn thấy sư trưởng cơ hồ là giống nhau như đúc, đồng dạng là để cho hắn trở về sư môn, khiến cho đồng minh sơn áp lực rất lớn. Bách luyện tông cho ra hấp dẫn rất lớn, cao cấp hơn luyện khí pháp môn, cao cấp hơn hỏa tính công pháp, còn có sung túc tài nguyên cung cấp, hắn thật sự khó có thể kháng cự. Nhưng tình huống của hắn và chu hướng tâm lại bất đồng. Bên vạn thảo đường không có ai tiến vào thần hỏa vực, chỉ có một mình chu hướng tâm. Bách luyện tông nơi này lại có 20 người có thể vào, nhiều hắn một cái ý nghĩa không phải rất lớn, mà sở dĩ coi trọng hắn một cái này là bởi vì hắn là Minh Sơn Tông chủ, ý đồ để cho hắn dẫn dắt Minh Sơn Tông cái kia 13 người vì bách luyện tông hiệu lực, gia tăng bách luyện tông thu hoạch thần hỏa sát suất. Đây mới là giá trị của hắn trong mắt Minh Sơn Tông. Đối mặt với lời khuyên nhủ của sư ân, còn có lợi ích hấp dẫn cực lớn, đồng Minh Sơn cúi đầu trầm mặt hồi lâu. Mọi người trong phòng đều lặng lặng chờ đợi, đợi một hồi lâu sau, Yến Khúc Phong hơi nghiêng đầu ra hiệu cho sư phụ la ngoan là ngoan lúc này quát mắng thúc giục, Minh Sơn, không thể hồ đồ. Vì thế đồng Minh Sơn nâng lên khuôn mặt coi như thanh tú, coi như trẻ tuổi kia, hít sâu một hơi, thoát khỏi trạng thái ấp úng lúc trước, ngữ khí kiên quyết nói, sư phụ, việc này con không có biện pháp đáp ứng, thứ lỗi khó phục mệnh. Lời này nói ra, thần sắc mấy vị ở đây đều chấn động, đưa ra điều kiện tốt như vậy, cư nhiên không đáp ứng. Bọn họ có chút khó tin là ngoan chỉ tiết trèn sắt không thành thép, cướp bước tiến lên, thiếu chút nữa bổ đầu bắt đầu, bị yến khúc phong cách không thi pháp trêu chọc, đẩy ra, cũng quát mắng, không được làm càng. Bất kể như thế nào, người ta hiện tại dù sao cũng là người đứng đầu một môn, là lên thần hỏa minh ước, ngươi hiện tại đem người đã thương tính là chuyện gì xảy ra. Quay đầu thật muốn tích cực lên, phá hỏng quy củ, dẫn đến bách luyện tông bị hủy bỏ tiến vào thần hỏa vực tư cách liền phiền toái. Phan Công Ứng tò mò nói, Đồng Minh Sơn, có gì mà không đáp ứng? Nếu đã làm ra quyết định, Đồng Minh Sơn vẫn đáp cũng lưu loát lên, không thể bội tín. La ngoan râu tóc đều trương, chỉ vào hắn, giận dữ mắng, sư xuân là tiểu nhân, tại sao tín nghĩa có thể nói, hắn khi dễ ngươi lừa gạt ngươi, khiến ngươi bị trục xuất tông môn, ngươi đã quên hay sao? Đồng Minh Sơn không nhanh không chậm đáp, ta là tông chủ Minh Sơn tông, há có lý phản bội tông môn? một lời này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ như sấm sét cái thế lại chấn động đến chư công ở đây cứng lưỡi không nói gì để đối phó yến khúc phong thân là tông chủ lúc này dù có vô số đạo lý trước những lời này cũng không nói ra đôi câu vài lời để cãi lại la ngoan chợt chỉ vào đồ đệ cưỡng từ đoạt lý nói ngươi hưởng hết tiện lợi tông môn mới có hôm nay làm như thế cùng bội tín lại có gì khác nhau đồng minh sơn bình tĩnh nói đệ tử chưa từng phản bội tông môn là tông môn vứt bỏ đệ tử. Tiếp theo giơ tay hướng la ngoan chấp tay không người, sư phụ, một ngày làm sư cả đời làm sư phụ, đệ tử không dám quên. Thắng thần châu vương đô, tình hình khi bị trục xuất tông môn, đệ tử cũng rõ mồn một trước mắt không dám quên. Từ ngày đó trở đi, đệ tử liền biết, sư phụ là sư phụ, mỗi người vì chủ của mình, một mã quy một mã, không thể lẫn lộn. Chuyện trở về tông môn kính xin sư phụ chớ nhắc lại, thứ cho khó tuân mệnh ngày mai còn phải tiến vào thần hỏa vực đệ tử cáo lui trước dứt lời lại hướng mấy vị khác bái lạy sau đó xoay người bước đi la ngoan tức giận đến run rẩy muốn đuổi theo yến khúc phong hô lên quên đi hắn ý đã quyết cuối cùng là nước chảy khó thu để hắn đi đi hôm nay lời đã nói tuyệt cùng bách luyện tông tình cảm đã đoạn chỉ cần hắn ngày sau không hối hận là được lời này vừa nói cho la ngoan nghe cũng là nói cho người rời đi kia nghe. Đồng Minh Sơn đi ra cửa nghe được lời này, cũng không quay đầu lại, dứt khoát rời đi. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại từng trận thở dài. Yến Khúc Phong khoanh tay bước đến trước cửa sổ, nhìn cảnh trí sơn cốc ngoài cửa sổ, mặt có vẻ tiếc hận, nhẹ nhàng nói, không vì lợi dụ, hôm nay mới thấy bản tính của nó, trục xuất nó ra khỏi tông môn, có lẽ thật sự là bách luyện tông ta đã bỏ lỡ, ôi! trở lại thần hỏa cung đồng minh sơn cũng không trực tiếp trở về phòng mình mà là gõ cửa phòng sư xuân thanh âm sư xuân từ trong phòng truyền đến vào đồng minh sơn mở cửa đi vào lại đóng cửa đi vào trong phòng tự ngồi xuống thật lâu không nói gì sư xuân khoanh chân trên giường đánh giá một hồi tự tiếu phi tiếu nói bộ dáng tâm sự nặng nề làm sao vậy sư môn của ta tìm tới để cho ta quay về sư môn đồng minh sơn than thở đem tình huống nói xuống Sư Xuân thỉnh thoảng chen vào hỏi một câu, ví dụ như cho cái gì chỗ tốt các loại. Hắn xoay người phất tay áo, bổ hai ngón tay, chỉ về phía Đồng Minh Sơn đang ngồi kia, kêu gào, "Đồng Minh Sơn ngươi, xứng với tông chủ Minh Sơn Tông này." Vừa trải qua một hồi đối kháng về mặt cảm xúc, Đồng Minh Sơn cũng không có hứng thú như hắn, tâm tình có chút sa sút, ở trong vấn đáp lại nhại nói xong sự tình đã trải qua. Sư Xuân nghe xong nhịn không được cười nói, "Hứa cho ngươi lợi ích lớn như vậy, ngươi sao có thể nhìn không đáp ứng hắn ta thật kỳ lạ ta cũng không biết chính mình lúc nào thành tông chủ cái này minh sơn tông là ngươi cái này đại đương gia nói định ta lấy cái gì hiệu lệnh các ngươi đi giúp bách luyện tông bọn họ hai mươi người vào sân thật muốn kết bạn tìm được thần hỏa ngươi cảm thấy có thể đến phiên ta đến hấp thu làm áo cưới cho họ thôi nếu ta không hấp thu được thần hỏa trở về bách luyện tông cái gì công pháp cao dai hơn pháp môn luyện khí cao dai hơn, tài nguyên tu luyện dốc hết, không hấp thu thần hỏa, ngược lại phá lệ cho một đệ tử bình thường của ta, ta sợ ta không có phúc tiêu thụ. Được được được. Sư Xuân vui vẻ vỗ tay, liên tục khen, xem ra tông chủ Minh Sơn Tông thật đúng là không chọn sai người, người được trời chọn. Cho đến khi đồng Minh Sơn đi rồi, Sư Xuân vẫn vui vẻ một mình một hồi. Mà hai người kia, An Vô Chí và Chu Hướng Tâm, hắn đợi rất lâu, cuối cùng cũng không đợi được. Hắn không có đi tìm, cũng sẽ không đi tìm, càng không cần phải đi tìm. Phương thức tốt nhất chính là làm như không biết. Kỳ thật đồng bọn không ruồng bỏ các loại, hắn đã sớm thành thói quen, sợ dĩ phản bội, vậy khẳng định là chuyện không làm tốt. Gặp phải lợi ích trọng đại, không cho người ta lựa chọn, chỉ biết yêu cầu người ta về mặt đạo đức, đó không phải là vấn đề của người khác, mà là vấn đề của chính mình. Chuyện có thể thành, cổng hay không phản bội không sao cả chuyện không thành ai cũng không giữ được thần hỏa cung khách sạn trong đại sảnh hết nhìn đông tới nhìn tay bạch thuật xuyên mang theo hai cái đồng môn xông vào tìm được phòng khách thông đạo trực tiếp đi đến kết quả xuất hiện hai tên tiểu nhị đưa tay ngăn ba người lại khách khí nói mời ba vị đưa thẻ phòng ra nào có phòng bài bọn họ lại không ở nơi này bạch thuật xuyên nói chúng ta tới tìm người tiểu nhị mỉm cười nói thật ngại quá, không phải khách trọ thần hỏa cung thì không được vào. Bạch thuộc xuyên biến sắc, lúc trước sau không nghe nói. Tiểu nhị nói, lúc trước không có, đông gia vừa truyền lời lập quy cũ. Phong Vân Sơn tuy là danh môn đại phái, nhưng làm một ít đệ tử chỉ có thể lấy lệ tiền, không đến mức vì gặp cá nhân mà đập mấy ngàn kim đi ra ngoài, bạch thuộc xuyên mất hứng cũng không có tính tình, chỉ có thể căm giận quay đầu mà đi. Lần này là muốn gặp sư Xuân, trúc giận cũng được, trả thù cũng được, tóm lại đều phải xác nhận trước một chút. Coi như là nghe tin mà đến, biết được tin tức sư Xuân muốn tiến vào thần hỏa vực, cao tầng Ngu Vân Sơn hơi câu thông, dưới sự kiên trì của ô hãng đông trưởng lão, cảm thấy hành vi của sư Xuân không thể tha thứ, vẫn quyết định xử quyết tên này, muốn đem đầu sư Xuân gửi cho vô kháng Sơn. Sau khi hình thành nghị quyết tông môn, việc này liền giao cho ô hãng đông phụ trách, là hắn phải kiên trì, đương nhiên, người khác cũng không muốn kéo phiền toái này. Vì thế ô hãng đông phái một nhóm nhân thủ đến giải quyết việc này, kết quả yêu cầu là không thể để sư xuân còn sống trốn về hang ổ ngũ bộc sơn của vương đô thắng thần châu. Không có biện pháp, trốn một cái liền nửa năm không lộ diện, ra vào lại ở trong xe, người cũng không biết có ở trong chiếc xe nào ra vào, phái người canh giữ ở cửa cũng vô dụng. Lần này xuất động cao thủ nhân tiên cảnh giới, Bạch Thuật Xuyên chỉ là mã tiền tốt, thuận tiện nhận người các loại. Có thể rửa sạch sĩ nhục trước đây, Bạch Thuật Xuyên cũng rất phấn khởi. Đến nơi này, lập tức liên hệ với luyện khí tông môn của Thắng Thần Châu tìm hiểu tin tức của Sư Xuân, nhận được hồi âm là Minh Sơn Tông của Sư Xuân vẫn chưa tới báo danh, làm cho bọn họ trợn tròn mắt, còn tưởng rằng tới vô ích. Sau đó lại nghe được tiếng gió, nói Sư Xuân ở nơi này, vì thế chạy tới xác nhận, ai ngờ rất không đúng lúc, thần hỏa cung đột nhiên có quy củ mới. Hắn nơi này mới vừa đi không lâu khí vân cốc bên kia liền tới mấy người là phụ trách thần hỏa minh ước nhân viên công tác khách sạn tiểu nhị ngược lại không có ngăn trở một hàng trực tiếp tìm được sư xuân sau khi xác nhận thân phận lập tức yêu cầu minh sơn tông lập tức đến khí vân cốc bên kia báo danh quá hạn không báo danh coi như bỏ quyền hơn nữa ở chỗ này cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bọn họ cũng sẽ không chịu trách nhiệm còn có thể làm sao bây giờ dù sao đã bại lộ sư xuân đành phải thông báo cho mọi người tập hợp cùng nhau dời ổ, nơi này một nhóm người vừa đi không lâu, Bạch Thuật Xuyên lại mang theo người tới, trực tiếp đi quầy lấy một gian phòng, sau đó liền bắt đầu một hồi dài dằn dặt tìm kiếm công việc. Cũng tìm được gian phòng Sư Xuân ở, nhưng không thể xác nhận có phải hay không, trong phòng vẫn chưa phát hiện người, hỏi tiểu nhị khách sạn. Vừa nghe là đang tìm hiểu tin tức khách nhân, nhất là đang tìm hiểu Sư Xuân, một đám hoảng hốt không ngừng khoát tay tỏ vẻ không biết. Bên khí vân cốc, sau khi xác nhận thân phận lần nữa, đám người sư xuân xem như báo danh. Nhân viên xác minh thân phận của bọn họ, cảm giác môn phái này có chút thô ráp, ngay cả phục sức thống nhất cũng không có, 13 thành viên môn phái 13 loại trang phục, sư xuân là không chú ý nhất, trang phục cư nhiên vẫn là sim y vô kháng sơn. Ngô cân lượng tốt xấu gì cũng đã thay bảo y của mình, nhưng đám người chữ cạnh đường vẫn quen nhìn cách ăn mặc của sư xuân. Phượng Trì, Tượng Lam Nhi và đoạn tướng Mi không thể tiến vào chiếm giữ, Phạm Lạ nói ba người cũng là đệ tử Minh Sơn Tông, Minh Sơn Tông đảm bảo, ba người có thể đi vào, nhưng Sư Xuân không thừa nhận ba người là người của Minh Sơn Tông. Vì thế ba người đành phải tìm nơi khác đặt chân, thần hỏa cung của lão quý sẽ không ở nữa. Mà nhóm 13 người Sư Xuân chỉ chọn đến một tòa nhà nhỏ góc khuất để ở, ai bảo bọn họ tới muộn, phòng tốt đều bị người ta chọn đi trước, bất quá bọn họ cũng không sao cả cũng chỉ ở lại một đêm nơi này mới vừa hạ chân không lâu đã có nhân viên nơi đây đến thông khí với sư xuân nói lối vào khí vân cốc có người tìm sư xuân tò mò hỏi người nào tìm người tới nói không biết một cô nương xinh đẹp mặc quần áo trắng nói là người quen cũ của ngươi ai vậy sư xuân hồ nghi suy tư ngô cân lượng bên thử nói không phải là một lan thanh thanh chứ sư xuân lường hắn một cái nàng tìm ta làm gì ngô cân lượng tay buông ra bộ dáng ta liền thuận miệng nói là ai đi xem sẽ biết sư xuân đi theo người tới vừa đến cửa ra liếc mắt một cái liền thấy một cái bạch y như tuyết nữ nhân cái kia lạnh như băng sương xinh đẹp dung mạo còn có cái kia lấy kiếm làm trang sức tao nhã cái kia thật sự là không thể quen thuộc hơn trừ một lan thanh thanh còn có thể có ai thủ vệ canh giữ ở cửa cốc cũng đang thỉnh thoảng đánh giá nàng bởi vì lớn lên quả thật xinh đẹp cộng thêm khí chất tốt phụ trợ, thuộc về loại nữ nhân đập vào mắt tức nhập tâm này. Thật đúng là bị cân lượng nói chuẩn. Sư Xuân tự nói thầm một tiếng, có chút buồn bực, không biết nữ nhân này tìm tới làm gì, còn muốn báo thù đây. Hắn hiện tại đã tới nơi này báo danh, mạo hiểm giết hắn, cùng phá hư thần hỏa minh ước không có gì khác nhau, cho dù là Túc Nguyên tông cũng chịu không nổi a. À. Sau khi hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Cuối cùng vẫn là Sư Xuân mở miệng phá vỡ trầm mặc, sao ngươi lại tới đây, muốn mời ta ăn cơm hay sao? Tốt. Mộc Lang Thanh Thanh gật đầu đáp ứng, hỏi, muốn ăn cái gì? A. À. Sư Xuân cả kinh nói, tùy tiện. Vì thế hắn cứ như vậy bị Mộc Lang Thanh Thanh cho dễ dàng bắt cóc, chính mình đều có chút mặt danh kỳ diệu, cảm giác mình hẳn là bị đối phương mỹ mạo lung lay. Sau khi phục hồi tinh thần lại muốn đổi ý kiếm cớ sau đó nghĩ đến phụ thân của nữ nhân này rất trâu bò, nếu như có thể kết giao bằng hữu như vậy, dường như cũng rất tốt, sau đó liền thuận thế đâm lao phải theo lao. Trên vách núi tìm một quán rượu, một lan thanh thanh trưng cầu khẩu vị của sư Xuân, tùy ý gọi chút rượu thức ăn, sau đó hai người liền mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Hai người đều là quen biết lúc dáng vẻ, một người vẫn là bạch y như tuyết, một người cũng vẫn là vô kháng sơn sim y, biến hóa cũng có, màu da sư Xuân trắng hơn rất nhiều, Nhìn tương đối bình thường Một lan thanh thanh cũng không có nhiều lời như vậy Kỳ thật nàng nguyên bản Cũng không phải là nói nhiều người Chỉ là thống lĩnh các phái người Mà lúc nhất định phải biểu đạt mà thôi Dưới vách núi thỉnh thoảng vang Lên động tỉnh Kinh Đào vỗ bờ Sau khi rượu và thức ăn được mang lên Sư Xuân muốn rót rượu cho nàng Nàng xua tay cự tuyệt Ta không uống rượu Chính minh sách ấm trà Ý bảo lấy trà thay rượu Được rồi, từ đó về sau Sư Xuân rốt cục nhìn không được nghi hoặc hỏi, tìm ta có chuyện gì? Một lan thanh thanh, nghe nói thần hỏa vực bên trong rất nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người như thế nào phó ước? Sư Xuân vừa cầm đổ gấp thức ăn lên không hiểu, đến phó ước sao? Đến phó ước cái gì? Vừa dứt lời, liền đột nhiên lĩnh hội được ánh mắt lạnh lùng hùng hổ dọa người của đối phương, bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, nga nga nga, ước hẹn của ta và ngươi nha, ước hẹn ba năm, ta nhớ rõ. Kỳ thật ta nói thật, lần trước có thể thắng ngươi chỉ là may mắn, đánh nữa ta tuyệt đối thua ngươi, ba năm sau lại càng không bằng ngươi. Một lan, cái kia, đánh đánh dết dết quá nguy hiểm, không cần thiết liệu cái ngươi chết ta sống. Chuyện quá khứ cứ qua đi, ngươi xem, chúng ta dù sao cũng có duyên quen biết, chuyện không thoải mái buông xuống, chúng ta làm bằng hữu thế nào. Dứt lời, một đũa gấp thức ăn vào miệng nhai trong lòng đang mắng chửi đỉnh đạt, con mẹ nó này có bệnh, ngươi nói phó ước, ta lại không đáp ứng, dựa vào cái gì ngươi nói ước định liền ước định. Nhưng có một điểm lại không thể không thừa nhận, lúc trước nếu biết phụ thân nữ nhân này trâu bò như vậy, hắn khẳng định sẽ không hạ tử thủ với người ta như vậy, sẽ ôn nhu đánh bại đối phương, lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương. Người âm thầm ra tay ngăn cản mình hạ sát thủ kia là ai? Một lan thanh thanh im lặng, không cần ngươi chết ta sống, phân thắng bại là được, được được được. sư xuân bỗng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không muốn sống, quay đầu lại để ngươi thắng là tốt rồi, có bệnh mới so đo với ngươi, sau đó lại vẽ mặt chờ mong nói, vậy chúng ta có thể làm bạn bè không? một lan thanh thanh ngưng mắt nhìn hắn, cảm giác không quá đúng, tuy rằng cũng là ý đồ tiếp cận, nhưng lại không giống như là những nam nhân khác loại kia đối với này ái mộ loại cảm giác này, nàng bưng trà, mang theo suy tư ý tứ hàm súc chậm rãi nhấp một ngụm, mới nói, có thể ngồi ở chỗ này cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ còn không tính bằng hữu sao? Cô cùng một người đàn ông độc thân ra ngoài ăn cơm như vậy, cũng đúng là phá lệ, chỉ là người đối diện không biết. Được được được. Sư Xuân Nhạc nở hoa, lập tức lấy từ trên người ra một khối tử mẫu phù, bẻ hai nửa, sau đó đẩy một khối tới trước mặt nàng, ta hiện tại ở Vương Đô ngủ bọc sơn thắng thần châu, có rảnh tới Vương Đô thì liên lạc với ta bất cứ lúc nào có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm được, vạn tử bất từ. Chúng ta thường liên lạc ha. Một lan thanh thanh nhìn cái kia nửa khối tử mẫu phù, không nhúc nhích, lại liếc mắt đối phương ăn mặc, như thế nào cảm giác vừa nhìn thấy người này, thật giống như thấy được một thân nghi hoặc, nhìn không được hỏi, ngươi không phải bị trục xuất vô kháng sơn sao. Sư Xuân lập tức nhìn về phía mình, hiểu ý đối phương, giải thích, quần áo vô tội. Một lan thanh thanh rất muốn hỏi, ngươi bây giờ là Minh Sơn Tông người, mặc vô kháng sơn quần áo thích hợp sao? Sau đó nghĩ lại, người ta giả mạo đệ tử Du Hà Sơn đều mặc quần áo vô kháng sơn lắc lư như thường, còn có thể có cái gì là không thích hợp? Vì thế đổi giọng nói, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta, thần hỏa vực nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao phó ước. Sư Xuân nhàn nhạt dùng bữa uống rượu, có thể có nguy hiểm gì, thật nguy hiểm ta liền trốn đến khi kết thúc lại đi ra hơn 200 năm mới mở ra một lần, nhân sinh khó có được, có cơ hội tự nhiên muốn xem trong thần hỏa vực như thế nào, coi như mở mang kiến thức. Nghe hắn nói như thế, một lan thanh thanh cũng có chút động tâm, luyện khí nhân thánh địa A, à, nàng đột nhiên cũng muốn đi vào xem một chút, nhưng lại biết không thực tế, lấy thân phận của mình nhất định là vào không được. Thật không biết trước mắt người này là làm sao làm được. Để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, người trước mắt này cương nhiên lại cùng đám chó săn bị thiên vũ lưu tinh đại hội lừa gạt lăn lộn một chỗ cương nhiên còn hợp tác sáng lập một môn phái chạy thần hỏa vực đi chơi huyên náo đến toàn bộ giới tu hành ồn ào huyên náo nhân sinh còn có thể tiêu sái như vậy sao mang theo cân nhắc cô cũng cầm đũa lên thưởng thức món mình gọi sư xuân hỏi ngược lại sao ngươi lại chạy tới đây cũng là đến xem náo nhiệt sở dĩ tò mò là cảm thấy nữ nhân này bộ dáng lạnh như băng không giống như là thích xem náo nhiệt người một lan thanh thanh vốn định nói chính là tới hỏi ngươi vừa rồi vấn đề kia nhưng lời đến bên miệng lại cảm giác không ổn sửa miệng nói thần hỏa vực hai ba trăm năm mới mở ra một lần sinh phùng kỳ thì đi tới xem một chút vừa vặn nghe nói ngươi cũng ở đây trên thực tế là nghe nói đối phương ở chỗ này mới tới chủ yếu chính là tới hỏi đối phương ngươi nếu gặp nạn còn làm sao phó ước một vấn đề khác thì thật sự là không biết nên hỏi ra miệng như thế nào, muốn hỏi, nhưng trước khi đến đã biết mình hỏi không ra miệng. Chính là dấu tay trên ngực cô nên tiêu trừ như thế nào? Mỗi khi tắm rửa, là có thể nhìn thấy dấu tay trước ngực kia, chà sát như thế nào cũng chà sát không xong, thi pháp chạy chút thân thể như thế nào cũng vô dụng, các loại thuốc trị thương cao cấp đều dùng hết, hết thảy không có hiệu quả, trước mắt cũng không có thương vô hại không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng vẫn ở trên người, đã hơn nửa năm trôi qua giống như nhạt đi một chút lại giống như vẫn như cũ sao lại như vậy nàng còn chưa từng nghe nói qua có chưởng lực gì có thể đem người đánh ra tình hình như vậy lật xem sách cổ các loại cũng không tìm được biện pháp giải quyết trên ngực một nữ nhân nàng rơi xuống một thứ đồ chơi như vậy làm sao chịu nổi nếu cả đời không biến mất làm sao bây giờ cái này quả thực ảnh hưởng tâm tính tu luyện của nàng cứ tiếp tục như vậy Ba năm sau có thể thành công đạt tới tu vi cảnh giới mình muốn sao. Hôm nay, nàng đã thử thói quen ngực lưu lại đạo vết thương kia, dù sao chính mình đời này cũng không muốn lập gia đình, không ai nhìn thấy, cũng không sao cả. Đương nhiên, nếu có thể tiêu trừ thì càng tốt, nhưng cô thật sự nói không nên lời. Nàng ông ti hy vọng, hy vọng sư xuân có thể tự mình nói ra biện pháp giải quyết. Giữa người với người, câu thông hữu hiệu là mấu chốt, nàng không nói, Sư Xuân nào biết nàng cực khổ, ngược lại tiếp tục vây quanh đề tài thần hỏa vực hàng huyên tiếp. Địa phương không tính là quá xa, trên nhã tọa lầu cát, ánh mắt ba người đang nhìn chầm chầm hai người ngồi đối diện trên vách núi. Ánh mắt Mộc Lan Thanh Thanh chọn chỗ ăn cơm rất tốt, cũng thiếu từ cũng không tệ. Cũng chọn ở chỗ này, mở tiệc chiêu đã chính là mẹ con Lan xảo nhan, lúc này ba người đều theo dõi Sư Xuân cùng Mộc Lan Thanh Thanh, từng người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người đều nhận thức sư xuân, cũng đều nhận thức một lan thanh thanh, thiên vũ lưu tinh đại hội lúc, dù sao đều là nhìn chầm chầm cuối thiên kính kính tượng nhìn thật lâu người. Nơi này, bọn họ là tới sau. Quan sát xác nhận sau, lan xảo nhang hát một tiếng, đôi oan gia này như thế nào ngồi cùng nhau ăn cơm. Miêu diệt lan cũng tò mò. Không ai đem sư xuân cùng một lan thanh thanh hướng quan hệ nam nữ phương diện suy nghĩ, đầu tiên là không cho rằng gia thế bối cảnh một lan thanh thanh có thể coi trọng sư xuân tiếp theo là lời nói cử chỉ của hai người thoạt nhìn cũng không giống như là đang phát triển quan hệ nam nữ cũng thiếu từ quan sát một chút phản ứng của hai mẹ con cười nói nếu không ta đi mời bọn họ lại đây cùng nhau lan xảo nhang khéo léo cự tuyệt nói hay là thôi đi các ngươi cũng không chơi được một khối chủ yếu là sợ sư xuân tới sẽ nói lung tung quấy rầy quan hệ giữa nữ nhi và cũng thiếu từ cũng thiếu từ, không đến mức đó, vừa vặn muốn làm quen một chút. Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Lan xảo nhang muốn nói lại thôi, ngẫm lại, lời ngon tiếng ngọt của sư xuân đối với nữ nhi giống như cũng sẽ không nói trước mặt mình, cũng sẽ không mạnh mẽ ngăn cản nữa. Nam nữ hai người ăn uống trên vách núi, đột nhiên thấy một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở trước mắt, đều có chút hồ nghi. Cũng thiếu từ cười nói, Xuân Huynh, một lan cô nương, ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp gỡ hai vị, tại hạ cũng thiếu từ, không biết có thể hay không mời hai vị cùng nhau uống vài chén. Sư Xuân Thuận thế nhìn lại, thấy là mẹ con Lan xảo nhang, lập tức ôi một tiếng đứng lên, vội vàng phất tay chào hỏi, hắn làm sao có thể cự tuyệt lời mời của mẹ con Lan xảo nhang, nhanh chóng nói với một Lan thanh thanh, một Lan, đi, giới thiệu hai vị khách quý cho ngươi làm quen. Thấy bọn họ là bằng hữu, đứng dậy một lan thanh thanh mặt không chút thay đổi nói, không cần, các ngươi nói chuyện, ta còn có việc. dứt lời xoay người rời đi, không cho bất luận kẻ nào mặt mũi. nàng không thích náo nhiệt, cũng không thích xả dao, không thích kết giao bằng hữu, cũng không sao cả bằng hữu, bởi vì không cần. lúc này càng nhiều là không được tự nhiên, có loại cảm giác nóng lòng chạy trốn. lén lúc cùng một cô năm gặp nhau dùng cơm bị người phát hiện, làm cho nàng rất không thoải mái, nhất là cùng sư xuân, cần biết sư xuân chính là giới sư đệ đồng môn của nàng việc này mọi người đều biết, truyền đi khó xử. Đi vội vàng, ngay cả nửa khối tử mẫu phù trên bàn cũng không lấy, hoặc là nói là cố ý không lấy, không muốn làm cho người ta hiểu lầm. Nhưng sư Xuân không sợ hiểu lầm, cầm lấy nửa khối tử mẫu phù đuổi theo. Một lan, đồ của ngươi quên lấy rồi. Vậy thật sự là đuổi theo cứng trắng nhét cho một lan thanh thanh. Một lan thanh thanh thiếu chút nữa bóp nát tử mẫu phù lắc mình bay đi mà sư xuân đi lên lầu các gặp lại mẹ con lan xảo nhang đương nhiên là vẻ mặt thoải mái lan xảo nhang thì nhanh chóng giới thiệu một chút thân phận cũng thiếu từ vừa nghe là cháu trai của đại nhân vật sư xuân lập tức cung kính không ít trong bữa tiệc lan xảo nhang cố ý phá vỡ quan hệ giữa cũng thiếu từ và miêu diệt lan cho sư xuân xem cũng thiếu từ đối với chuyện này hàm chứa ý cười lấy con đường tin tức của hắn tự nhiên đã sớm nghe được sư xuân ở nơi lưu đày có theo đuổi miêu diệt lan Đối với việc này, hắn cũng không để bụng, rõ ràng, đầu tiên là Sư Xuân không có tư cách cạnh tranh với hắn, tiếp theo Sư Xuân cũng không xứng với nữ nhi Miêu Gia, dòng dõi chênh lệch quá lớn, Miêu Gia căn bản chướng mắt. Trước mắt Lan Xảo Nhan biểu đạt ra ý tứ cũng rất rõ ràng, để cho Sư Xuân tự mình thức thời một chút. Hắn kỳ thật có chút không rõ lắm Miêu Gia đối với Sư Xuân thái độ, nhất là Lan Xảo Nhan, cùng loại này tầng dưới chốc nhân vật, hoàn toàn tán gẫu không tới một chỗ nhân vật, có cái gì tốt dây dưa không rõ, hắn cảm giác hoàn toàn không có lui tới cần thiết. Ở trong mắt hắn, sư xuân chính là lúc bọn họ vui đùa, giữa ngón tay trêu đùa một công cụ kiếm tiền, tiện như con kiến hôi, không có tư cách lên bàn. Bất quá hắn đang theo đuổi miêu diệt lan, nếu người miêu gia có cảm tình, vậy hắn tự nhiên muốn thuận theo ý người miêu gia, cái này gọi là tâm ý, sư xuân lại không ngốc, có thể hiểu ý của lan xảo nhang, nhưng hắn cũng không để ý, con gái ngươi đừng nói cùng nam nhân khác nói chuyện yêu đương, cho dù đồng thời cùng một trăm nam nhân nói chuyện, lão tử cũng không sao cả, nên ăn ăn, nên uống uống. Bất quá biểu hiện của hắn đối với cũng thiếu từ thật là cung kính, từ thái phóng rất thấp, ý đồ muốn leo lên kết giao rất rõ ràng. Hai người đàn ông bày cùng một chỗ, một người thanh nhã như lan, một người à a du nịnh hót, người sau thậm chí ngay cả sim y mặt lâu như vậy cũng chưa từng thay đổi, so sánh ra, đó thật sự là người cao nhã càng ngày càng cao nhã, người thấp hèn càng ngày càng thấp hèn. Là phụ nữ, thưởng thức bên nào hơn, không cần nói cũng biết. Lòng dạ là một mặt, thái độ đàm tiếu của Miêu Diệt Lan đối với Sư Xuân vẫn như thường ngày, cũng không có gì xem nhẹ hay không xem nhẹ, nguyên nhân là cũng thiếu từ chưa tỏ vẻ phản cảm. Bày tỏ thái độ sau, Lan xảo nhan lại hỏi lên nhàn thoại, Sư Xuân, ngươi cùng một Lan thanh thanh kết quán không nhẹ, như thế nào ngồi một khối ăn cơm? Nói đến đây, Miêu Diệt Lan và Cũng Thiếu Từ cũng tò mò. Trong mắt Cũng Thiếu Từ, một Lan Thanh Thanh mới là người có tư cách ngồi cùng bàn với bọn họ. Sư Xuân thở dài. Chính là bởi vì kết quán không nhẹ, mới không chịu buông tha, cùng ta định cái gì ước hẹn ba năm, muốn một lần nữa đánh một trận, muốn rửa nhục thôi, chờ ta có thể còn sống từ thần hỏa vực đi ra rồi nói sau. Ba người nhìn nhau, thì ra là thế. Trên đường, cũng thiếu từ có việc rời đi một chút sư xuân lại lấy ra một khối tử mẫu phù bẻ một nửa đẩy nửa khối cho miêu diệt lan ta hiện tại ở thắng thần châu vương đều có phân phó gì tùy thời liên lạc với ta lan xảo nhang trêu chọc ơ ờ, bây giờ khác rồi ngay cả tử mẫu phù cũng dùng tới tiện tay cũng có thể lấy ra cho người ta đối với đại đa số tu sĩ bình thường mà nói đồ chơi này rất đắt miêu diệt lan mỉm cười cũng không tiện cự tuyệt nhanh chóng thu tử mẫu phù lại sợ bị cũng thiếu từ nhìn thấy sau khi ăn xong tan cuộc thấy cũng thiếu từ đi trả tiền sư xuân vội vàng chạy đi cướp tính tiền cũng thiếu từ không có thói quen cướp tới cướp lui với người khác nhưng đã hơi nhíu mày bất quá cũng không nói gì tiền nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít hai ngàn lượng vàng đủ tầng dưới chốc tu sĩ kiếm nửa năm sư xuân thanh toán xong lại lấy ra một khối tử mẫu phù dân lên cũng thiếu tại hạ hiện tại ở lâu dài vương đô thắng thần châu sau này rảnh rỗi đi qua bên kia, có chuyện gì tùy thời phân phó là được, chỉ cần có thể làm được nhất định xong pha khói lửa. Cũng thiếu từ liếc tử mẫu phù trên tay hắn, không có ý nhận, hắn cũng không thiếu người xong pha khói lửa, cười nhạt nói, trên người ta không mang theo thứ này, mang nhiều phiền toái, không nhớ rõ ai là ai, có chuyện gì trực tiếp tìm nam công tử là tốt rồi, hắn sẽ hỗ trợ liên lạc. Đi thôi, mẹ con các nàng còn đang chờ ở bên ngoài dứt lời khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó xoay người rời đi. Được, tìm nam công tử liên lạc với ta cũng vậy. Sư Xuân Thu Tử Mẫu phù đi theo sau mông người ta biểu đạt nhiệt tình. Đối với hạng người nịnh hót này, cũng thiếu từ thấy quá nhiều, có thể nói thấy nhưng không thể trách, bất quá cũng tốt, đối với biểu hiện của Sư Xuân ở trước mặt miêu diệt lan như vậy, hắn rất vui mừng. Bên ngoài sắc trời đã tối, gió biển thổi lay động đèn lồng dưới các căn nhà lớn nhỏ, trên đảo đèn đuốc sáng chói. Đoàn người sau khi chia tay trở về khí vân cốc sư xuân đến chỗ đặt chân cùng đồng bọn chào hỏi, liền trở về trong phòng ngồi xuống. Suy nghĩ chuyện hôm nay, hắn lấy ra tử mẫu phù, cùng một lan thanh thanh liên hệ khối kia, hơi cân nhắc sau, phát ra tin tức, một lan, ngươi là ta gặp qua nữ nhân bên trong đẹp nhất một cái. Sau khi gửi tin tức xong, liền canh giữ ở trước tử mẫu phù này chờ đợi. Cũng không có ý gì khác, có táo hay không táo thì đánh một gậy rồi nói sau. Hắn cũng không trông cậy vào có thể đã động người ta, càng không trông cậy vào người ta có thể thích mình, mình ở trong mắt người ta có bao nhiêu không nhập lưu mình rất rõ ràng. Biết rõ mục đích còn làm như vậy rất đơn giản, bởi vì người ta có một người cha quyền cao chức trọng. Tự như lúc trước mặt dày mày dạng theo đuổi miêu diệt lan, không nghĩ tới có thể đuổi kịp, cũng biết không có khả năng đuổi kịp. Tự như ngô cân lượng quỳ xuống gọi lan xảo nhan nương gọi mẹ người ta, người ta thật có thể coi ngươi là nhi tử sao? Vô dụng, không có khả năng, nhưng kết quả là không tệ, chấp từ thành nếu không phải lan xảo nhang ra tay cứu giúp, hai huynh đệ cái mạng này có thể sẽ không còn. Đuổi không được một lan thanh thanh cũng không sao, có thể làm ra giao tình giống như miêu gia là đủ rồi, muốn nhốt bọn chữ cạnh đường vào tù, như vậy còn chưa đủ sao? Một lan thanh thanh đã ở phòng khách sạn nghỉ ngơi, lấy tử mẫu phù ra nhìn chữ viết sâu kín phía trên, nghẹn ngào thật lâu cái quái gì là sư xuân phát anh ta gửi cái này làm gì đây có thể là tiếng người sao nàng có chút hoài nghi mình có phải nhìn lầm hay không cuối cùng sau khi xác nhận là sư xuân gửi tới nhìn không được liếc mắt một cái tiện tay ném tử mẫu phù qua một bên vẫn chưa trả lời sư xuân ở đầu kia canh giữ tử mẫu phù đã lâu còn không thấy phản ứng nhìn không được cắn ngón tay nói thầm chẳng lẽ đã rời khỏi viêm châu quên đi thu hồi tử mẫu phù này lại lấy ra một khối khác liên hệ với miêu diệt lan vẫn là lần đầu tiên dùng tử mẫu phù liên lạc với miêu diệt lan cảm giác rất mới mẻ bắt đầu liền trực tiếp phát ra tin tức lan lan em là người đẹp nhất trong những người phụ nữ anh từng gặp cùng phát cho một lan thanh thanh nội dung so sánh liền sửa lại một chữ liền đầu óc đều lười động nhiều từ vô diện không áp dụng với hắn lời ca ngợi tương tự lúc hắn sinh ngục đã nói rất nhiều với miêu diệt lan trước mặt còn có thể nói vô số huống chi là sau lưng miêu diệt lan rất nhanh có hồi âm ngươi người này rời khỏi sinh ngục nói chuyện chú ý đừng không biết giữ mồm giữ miệng nữa miễn cho bị người hiểu lầm sư xuân lập tức trả lời hiểu lầm cái gì ngươi vốn rất đẹp ai dám phủ nhận ta liệu mạng với hắn miêu diệt lan miệng đầy nói hưu nói vượng nghỉ ngơi không để ý tới cậu sau đó liền thật sự không để ý tới, mặc kệ sư Xuân Phát cái gì cũng không có đáp lại. Trên biển có một chiếc thuyền, to lớn, lộng lẫy và rực rỡ, giống như một cung điện di động với sự sang trọng bên trong. Thuyền này đi xa tới, không biết có phải tính toán tốt thời gian tới hay không, xem như là tại thần hỏa vực mở ra trước chạy tới. Cũng thiếu từ đưa mẹ con Lan xảo nhang về ngay tại trên thuyền này cùng bạn bè tụ tập, trên thuyền các nơi đều có top 5 top 3 người, có ngồi uống trà, có tụ cùng một chỗ nói chuyện phím, cũng có tản bộ trên bông tàu. Nam công tử cũng ở đây, đang ngồi trên một bàn cùng mấy bằng hữu ăn uống, rượu ngon món ngon, bên cạnh có đầu bếp đem cá tươi vui vẻ làm thịt phiến cá sống. Một nữ nhân giống như chó chết bị người túng tóc kéo lên, vừa định dãy dụ bò lên, lại bị người một cước đạp ngã xuống đất, khóc ô ô, người trên bàn động đổ nâng chén, có người tùy ý liếc mắt, sau đó tiếp tục ăn của mình, có người thì tò mò nhìn, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hán tử kéo người đi lên chính là đông gia sau lưng thần hỏa cung, đi tới bên cạnh nam nhân đang nhai nuốt trước bàn ăn, chỉ vào nữ nhân mình đầy thương tích trên mặt đất nói, tiên sinh, tra được, tin tức sư xuân bọn họ ở thần hỏa cung, chính là nàng tiết lộ ra ngoài. Vì thế nam nhân kia dương mắt nhìn hướng nam công tử nói, nam công tử, ngươi muốn gì cứ lấy đi. Nam công tử khẽ cười nói, ta muốn nàng vô dụng, ta chỉ nhắc nhở ngươi trong thần hỏa cung có người tiết lộ tin tức khách trọ chuyện nhà của các ngươi tự xử lý ta không cần dặn dò gì vì thế người đàn ông kiên nhiên đầu thản nhiên một tiếng kéo xuống cho cá ăn người phụ nữ mình đầy thương tích bỗng nhiên phát ra tiếng kêu trên ô ô lại bị kéo đi kéo tới bên mép vòi nước ở đuôi thuyền bị người ta ấn đầu vào trong nước biển rút dao trong nước cắt đứt cổ cô cho đến khi người bất động mới buông ra máu loãng nhụm vào trong bóng đêm trong nước biển, rất nhanh đưa tới khác máu vật, đột nhiên ào ào phá sóng, một ngụm đem người cho kéo vào trong nước. Trong phòng ăn đèn đuốc rực rỡ, đầu bếp của miếng cá sống một đao chặt đầu cá xuống. Nam công tử đi qua bên cạnh đến bên mạng thuyền ngoài sảnh, một hán tử nhỏ giọng bẩm báo tình huống của đồng Minh Sơn, An Vô Chí và Chu Hướng Tâm. Chính xác mà nói, là những cái kia cùng ba người tiếp xúc môn phái nhân viên tình huống. Nam công tử nghe xong cười, môn phái cũ của ba người thật đúng là tìm tới cửa. Hán tử nói, có muốn hay không? Nam công tử xua tay, không cần làm gì, ngươi nhìn chầm chầm bọn họ, ta có thể tìm được bọn họ bất cứ lúc nào, còn lại không cần ngươi quan tâm, ta tự mình tới. Hán tử kinh ngạc, chuyện gì làm phiền ngài tự mình? Nam công tử, không có gì, sư xuân nhờ chút việc nhỏ. Đúng rồi, sư xuân ở khí vân cốc không sao chứ? hán tử nói không có việc gì trước đi ra một chút đầu tiên là cùng một lan thanh thanh cùng nhau ăn một bữa cơm hình như là một lan thanh thanh mời khách ăn cơm với ai nam công tử kinh ngạc quay đầu hỏi hán tử nói một lan thanh thanh của túc nguyên tông con gái của một lan kim hai người bọn họ gặp nhau không liều mạng đều là tốt cùng một chỗ ăn cơm kiểu gì ăn được nửa đường cũng thiếu từ tham gia mời sư xuân cùng mẹ con lan xảo nhan ăn cơm một lan thanh thanh rời đi cũng thiếu từ nam công tử nói thầm một tiếng chợt lại hỏi người của kỳ vân sơn đâu an phận chưa có người khác ở khách sạn thần hỏa cung bên kia tìm hiểu tung tích của sư xuân trải qua điều tra là người của kỳ vân sơn nam công tử biết ân oán giữa kỳ vân sơn và sư xuân lo lắng kỳ vân sơn sẽ sằng bậy ví dụ như làm ám sát liền phái người cảnh cáo bọn họ nếu bọn họ ở ly hỏa đảo xảy ra chuyện, tự có người đâm cho thần hỏa minh ước, để cho kỳ vân sơn tự mình cân nhắc hậu quả đối nghịch với luyện khí tông môn thiên hạ. Hán tử nói, không biết cảnh cáo có tác dụng hay không, sau khi biết sư xuân vào ở khí vân cốc, người của kỳ vân sơn hẹn người của luyện khí môn phái ở sinh châu ra ngoài gặp mặt, không biết nói những gì kết hợp với tình huống trước kia, đoán chừng là muốn ở trong thần hỏa vực gây bất lợi cho sư xuân. Nam công tử nghe vậy hát một tiếng, có chút nhìn không được muốn nổi giận, phát hiện đám người kỳ vân sơn này rất thú vị, đây là không dám động thủ ở ly hỏa đảo, chuẩn bị đổi thành động thủ trong thần hỏa vực. Nếu không là kỳ vân sơn quả thật cũng có đệ tử có tiền độ ở thắng thần châu vương đình, hắn thế nào cũng phải đem đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này trực tiếp giết chết ở đây. Suy nghĩ một chút, vẫn lấy tử mẫu phù ra, trực tiếp gửi tin nhắn liên hệ với sư Xuân, người của kỳ vân sơn hướng về phía ngươi, liên hệ với môn phái luyện khí sinh châu trong khí vân cốc, sợ rằng đối với người bất lợi, phải cẩn thận. Sư Xuân rất nhanh có hồi âm, môn phái luyện khí nào? Nam Công Tử lập tức hỏi người bên cạnh, Kỳ Vân Sơn gặp mặt người luyện khí tông môn nào? Hán Tử suy nghĩ một chút nói, không phải là bốn người, bốn trưởng môn môn phái luyện khí sinh châu đều gặp mặt, theo thứ tự là Thiên Lô Tông, Phong La Giáo, Luyện Linh Bảo, Thất Tinh Đảo. Nam công tử lập tức đem tin tức chuyển phát, theo thứ tự là Thiên Lô Tông, Phong La Giáo, Luyện Linh Bảo, Thất Tinh Đảo, người bên kia cẩn thận một chút, ta bên này cũng sẽ tìm người cảnh cáo bốn môn phái kia. Sư Xuân sau đó trả lời, hảo ý lĩnh, không cần cảnh cáo, tùy bọn họ. Không cần à? Đem phiền toái mang vào thần hỏa vực. Nam công tử ngoài ý muốn, gửi tin nhắn hỏi, ngươi xác định? Sư Xuân, ta tự có tính toán nếu hắn đã nói như vậy nam công tử không chút hoài nghi trả lời được chính ngươi cẩn thận bên kia sư xuân lập tức tìm được đám người đồng minh sơn bảo bọn họ phân biệt đi tìm hiểu xem bốn môn phái kia ở đâu chủ yếu là đi nhận người đêm khuya trên sân thượng cao nhất khí vân cốc bảy nam một nữ kết trận dưới ánh sao trong ba lão nhân có một nữ năm nam nhân còn lại là bộ dáng trung niên bỗng nhiên trên người tám người trong trận hiện lên các loại diễm khí đồng loạt quay đầu nhìn về phía một phương tinh không, có người lên tiếng nói, đến rồi, có thể chuẩn bị. Vì thế sự yên tĩnh trong khí vân cốc đột nhiên bị đánh vỡ, có người thi pháp hô to, người tiến vào thần hỏa vực, tập kết chuẩn bị. Luôn miệng hô to, nhân viên các phái nhau nhau toát ra. Người thò đầu ra phần lớn rất ngoài ý muốn, sao lại là đêm hôm khuya khoắt? Y theo quy tắc ban hành trước đó, người bên ngoài hết thảy không được ra cửa, chỉ có người tham dự mới có thể đến trong cốc tập kết trong lầu khác còn có người ở cửa sổ cửa ra vào nhìn xung quanh trong lầu minh sơn tông thật sự thoáng cái đã trống không ba vạn người không bao lâu sau toàn bộ tập trung ở trong cốc bắt đầu có người phát cho mọi người một con pháp khí kim loại giống như đèn hoa sen xem qua minh ước tham dự hội nghị quy tắc đều biết đây là muốn chính thức tiến vào thần hỏa vực tiến vào thời gian cũng không do người định người chỉ có thể tính đến đại khái thời gian Thời gian cụ thể thì phải xem ý trời. Trong khoảnh khắc, thần kinh của tất cả nhân viên tham dự hội nghị đều căng thẳng. Sư Xuân đứng trong đám người Tây nâng chén sen, mắt phải mở dị năng, đánh giá bốn phía, ý đồ tìm được đồng nghiệp ma đạo Phượng Trì nói. Ma đạo bên kia trước đó cũng không nói cho nhân viên tham dự hội nghị môn phái nào là đồng bọn của bọn họ. Theo Phượng Trì nói, ma đạo cũng không có đối với Minh Sơn Tông bên bại lộ Sư Xuân bên kia là đồng bọn. Chỉ có sau khi tiến vào thần hỏa vực phát ra tín hiệu, hai bên mới có thể gặp nhau, mới có thể chính thức kết bạn. Dị năng mắt phải của sư Xuân nhìn tới nhìn lui, người quá nhiều, người cả người, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy trong cơ thể ai có ma diễm, hoặc là trong cơ thể đồng nghiệp ma đạo tham dự chưa chắc có ma diễm. Cùng lúc đó, trên không trung xa truyền đến động tỉnh ông ông nổ vang, một đạo bóng dáng thật lớn từ phương hướng ly hỏa tông bay tới, bay đến trên đỉnh cốc, nương theo ánh trăng chiếu sáng, có thể thấy được một cái vòng tròn khổng lồ hiện ra ánh kim loại, lớn đến mức có thể chui vào một ngọn núi. Người trong cốc nhao nhao nhìn lên. Vật kim loại khổng lồ như vậy lại có thể nổi trên không trung, đối với đám người sư xuân không xuất thân từ luyện khí mà nói, quả thật chấn động. Ngô Cân lượng lưng đeo hồ lô tạc lưỡi, đây là thứ gì? Đồng Minh Sơn nói, thần hỏa linh môn, chính là thông tới thần hỏa vực đại môn, hồi lâu trước đây do mấy vị luyện khí tông sư liên thủ luyện chế mà thành bình thường liền cất giữ ở ly hỏa tông vừa dứt lời ánh mắt một đám người lại nhao nhao hướng về phía đỉnh núi cao nhất chỉ thấy trên sân thượng cao nhất trên người bảy nam một nữ bộc phát ra hư diễm tận trời màu sắc khác nhau có ba đạo hư diễm là do ba loại màu sắc tạo thành có năm đạo hư diễm là hai loại màu sắc tạo thành người dưới chân núi bởi vì nguyên nhân góc độ không nhìn thấy người trên núi nhưng người trong luyện khí trong khí vân cốc đều đã lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Ngô Cân Lượng lại hiếu kỳ nói, Tông Chủ, vậy là cái gì? Hắn cũng là một nhóm người trong đối với đồng minh Sơn đổi giọng nhanh nhất. Những người khác còn có chút không thích ứng thời điểm, hắn mở miệng cũng đã kêu lưu loát. Đồng Minh Sơn vẻ mặt hâm mộ nói, tiền bối từng tiến vào thần hỏa vực hấp thu qua thần hỏa, tám đạo hư diễm, tám người hấp thu thần hỏa, 19 loại màu sắc trong đó ba người hấp thu ba loại thần hỏa, năm người khác hấp thu hai loại. Chu hướng tâm tháng phục nói, cho dù ta có thể hấp thu được một loại, cuộc đời này coi như không hối tiếc. An vô chí, nói dễ vậy sao, xem cơ duyên tạo hóa của mỗi người. Ánh mắt sư xuân từ trên không thu hồi, liếc hai người một cái. Trên sân thượng cao nhất, tám người huy động hai tay bày ra động tác thi pháp, hư diễm ngút trời bỗng nhiên như cột sáng, đồng loạt đánh vào vòng tròn kim loại khổng lồ xoay tròn lơ lửng. Trong phút chốc phù văn cổ xưa trên vòng tròn theo chuyển động, giống như từng con mãng xà từ trong quan động chui ra, lại bơi vào trong bóng tối, toàn bộ vòng tròn thật lớn lộ ra khí tức thần bí áp lực, theo tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh, nhìn đến hoa mắt. Mà trong thung lũng đã là gió vù vù nổi lên, thế như cơn bão. Tiếng u u kỳ quái làm màn nhĩ khó chịu, giống như có hung thú cổ xưa đang gầm gừ trầm thấp lên. Lão giả cầm đầu quát một tiếng, bảy người khác nhanh chóng khống chế hư diễm làm theo thủ thế của hắn. Ông, vòng tròn khổng lồ kia lập tức giống như ném lên không trung, dưới sự dẫn dắt của tám đạo hư diễm, không ngừng di chuyển trên không trung, giống như đang định vị tìm kiếm cái gì đó. Động tĩnh thật sự là không nhỏ, khách trên đảo muốn không bị kinh động cũng khó. Tượng Lam Nhi, Phượng Trì, Đoạn Tương Mi, Bạch Thuật Xuyên một đám, một lan thanh thanh các loại, đều từ trong khách sạn đi ra lan xảo nhang mẹ con cũng không ngoại lệ người trong khách sạn lớn nhỏ trên đảo nhao nhao chạy ra nhìn về phía không trung trong mắt bọn họ cột sáng kia đến từ một vách đá dựng đứng trên con thuyền lớn xa hoa như cung điện trên mặt biển người cũng nhao nhao đi tới bông tàu quan sát cũng thiếu từ phi thân ra chạy tới tìm mẹ con lan xảo nhang hắn cũng không nghĩ tới thời gian mở cửa sớm đến buổi tối không trung thoáng như mảnh thú rít gào động tỉnh một mực kéo dài dường như bị vài đạo hư diễm tận trời quấy động kim loại viên hoàng khổng lồ một mực ở trên không trung bay tới bay lui phiêu hốt bất định đây là đang làm gì định vị vị trí thần hỏa vực phương vị kém một chút cũng không được mất một ly kém ngàn dặm trong cốc chờ luyện khí nhân có người đặt câu hỏi có người đáp dự thính được đám người sư xuân coi như là mở mang kiến thức đương nhiên luyện khí nhân bốn phía tham dự cũng thỉnh thoảng sẽ đánh giá bọn họ. Mọi người cơ bản đều biết, người của Minh Sơn Tông có thể tới tham dự, là một ngoại lệ. Cánh tay không lây chuyển được đùi, các phái cuối cùng tuy rằng đồng ý Minh Sơn Tông tham dự. Nhưng sau lưng lại đều dặn dò đệ tử bản phái, nói sư xuân người này gian trá, một khi gặp phải, cần phải cẩn thận. Bởi vậy, sự tích sư xuân ở thiên vũ lưu tinh đại hội gạt người, nhân viên tham dự hội nghị ở đây một người cũng không bỏ sót toàn bộ đã biết mà các phái cũng đều dốc hết khả năng để cho đệ tử bản phái tham dự hội nghị nhận thức bộ dáng sư xuân nhưng người tận mắt nhìn thấy bộ dáng sư xuân vẫn là số ít không có biện pháp đám người sư xuân báo danh muộn không cho bọn họ đủ thời gian nhưng vẫn có biện pháp phân biệt bên cạnh sư xuân có một người rất nổi bật nghe nói không phải lưng đeo đại đao khoa trương thì là lưng đeo đại hồ lô vì thế động tĩnh trên không trung rằng có một hồi lâu, sau khi mọi người chờ không kiên nhẫn, đám người sư xuân chú ý tới người bốn phía tự hồ luôn nhìn chầm chầm bọn họ đánh giá, còn có người đang chỉ trỏ bọn họ, cư nhiên còn có người kiển mũi chân nhìn về phía này. Đám người sư xuân đối với việc này coi như là có thể lý giải, phá lệ tham dự hội nghị sao. Đương nhiên, bọn họ cũng đang mượn cơ hội quan sát người chung quanh, phát hiện lần này đẳng cấp xác thực so với thiên vũ lưu tinh đại hội cao hơn nhiều, không ít môn phái trong thành viên đều có cái đem trên lưng đeo túi càng khôn liền chung quanh thô nhìn đến có một phần năm tỷ lệ kém không nhiều lắm mỗi năm môn phái liền có một nhà mang theo túi càng khôn nhân số mặc dù không bằng thiên vũ lưu tinh đại hội nhưng thực lực vượt xa thiên vũ lưu tinh đại hội hơn trăm vạn người chống lại ba vạn người này phỏng chừng chỉ có thể bị đồ sát nam công tử tặng một phần lễ vật cho sư xuân thu thập tình huống đại khái của nhân viên các phái tham dự nhân số nhiều lắm sư xuân cho dù muốn xem, trong lúc nhất thời cũng xem không hết, bất quá thống kê ra cao thủ cảnh giới đại thành có hơn 2.000 người. Bên kia núi, người từ trong khách sạn lớn nhỏ toát ra, nhìn chầm chầm dị tượng trên không trung quan sát hội lâu sau, cũng có chút chờ đến không kiên nhẫn, châu đầu ghé tay nhiều người. Bạch thuật xuyên đứng trên nóc nhà, nhìn không được hỏi nam tử trung niên áo trắng như tuyết bên cạnh, kiều sư thúc ngài cảm thấy bốn phái kia có thể toàn lực hỗ trợ diệt trừ sư xuân sao đối với chuyện tìm người hỗ trợ, tâm tình của hắn rất phức tạp, hoặc là nói, hắn thậm chí không hy vọng bốn phái có thể đắc thủ. Nguyên nhân là, nếu ngay cả sư xuân chết như thế nào cũng không nhìn thấy, khó tiêu mối hận trong lòng hắn, hắn càng muốn tự tay tra tấn sư xuân đến chết. Nhưng vị kiều sư thúc này của hắn không nghĩ như vậy, người ta lấy việc hoàn thành nhiệm vụ sư môn giao phó làm trọng, không thể để sư xuân trốn về sào huyệt nữa. Nơi này đã bị cảnh cáo không thể động thủ vậy thì tìm người động thủ ở thần hỏa vực chỉ cần có thể mang đầu sư xuân về là được trung niên nam tử tên là kiều võ công trả lời không biết trưởng môn bốn phái đều đáp ứng hỗ trợ thật sự không được cũng chỉ có thể xem lúc hắn trở về có cơ hội ra tay hay không bạch thuật xuyên gật gật đầu dường như nói thầm sư xuân tên kia chạy vào thần hỏa vực rốt cuộc muốn làm gì sẽ không thật sự là vì để minh sơn tông đoạt giải nhất chứ đồng môn bên cạnh nói rất có thể tàn long khí linh, chân hỏa như ý tháp, phá hoang tàn nhận, nghe nói đấu bảo bên trong thần hỏa minh ước thắng được ba món bảo vật khen thưởng này đều là bảo vật vô giá trong mắt người luyện khí, nếu đoạt giải nhất thì mới thật sự là phát tài. Phần thưởng của thần hỏa minh ước có chút bất đồng với phần thưởng của các hoạt động khác, không tồn tại thứ hạng gì, chỉ có thứ nhất và những thứ khác khác nhau, tất cả phần thưởng chỉ dành cho người đoạt giải nhất. Đối với đại đa số luyện khí môn phái mà nói, cũng không quan tâm cái gì đệ nhất hay không đệ nhất chân chính quan tâm chính là có thể hay không hấp thu được thần hỏa cần biết không có thần hỏa đối với luyện chế tài nghệ gia trị là rất khó luyện chế ra phụ gia không gian thuộc tính pháp bảo mà chân chính cao cấp pháp bảo nhiều ít đều có một ít không gian thuộc tính mà loại năng lực luyện chế này lại vừa vặn là thứ mà rất nhiều môn phái luyện khí đều thiếu bởi vậy có thể tưởng tượng được một khi hấp thu được thần hỏa đối với một cái bình thường luyện khí môn phái mà nói ý vị như thế nào vậy sẽ thực hiện bay vọt về chất sẽ kéo theo toàn bộ môn phái thực hiện vượt qua giai cấp tăng lên hiện tại một ít luyện khí đại phái năm xưa chính là bởi vậy cơ duyên mà cuộc khởi đương nhiên trên cơ sở hấp thu được thần hỏa lấy được phần thưởng đầu tiên là tốt hơn có điều khả năng đó không cách nào kiều võ công lên tiếng với đại đa số môn phái nghĩ nhiều rồi thần hỏa minh ước đối với người thường mà nói không có khả năng đoạt giải nhất nếu không ai có thể để cho những người luyện khí kia nhả ra thả bọn họ vào bạch thuật xuyên nhắc nhở kiều sư thúc tông chủ minh sơn tông cũng xuất thân từ luyện khí kiều võ công vậy cũng không có khả năng ngươi cho rằng xuất ra những kia trọng bảo luyện khí đại phái nguyện ý đem như vậy trọng bảo đưa cho bình thường tiểu môn phái vị trí thủ lĩnh thần hỏa minh ước trên cơ bản chính là do ni đóng dậy cho những đại phái luyện khí kia cũng không chỉ là số lượng thần hỏa hấp thu có thể quyết định, sau khi đi ra còn phải đối mặt với cửa ải luyện chế tài nghệ kia. Lấy cái kia đồng minh sơn xuất thân bối cảnh đến xem, luyện chế tài nghệ không có khả năng cao đến đâu, dù là nhiều hấp thu một hai loại thần hỏa, này luyện chế tài nghệ thượng cũng không có khả năng vượt qua những kia hấp thu thần hỏa đại phái đệ tử. Trên biển, cung điện thức xa hoa trên thuyền lớn. Đã chuyển ra ghế dựa, ngồi ở trên bông tàu xem náo nhiệt một ít người cũng đồng dạng đang thảo luận vấn đề này nam công tử ngươi cảm thấy minh sơn tông có khả năng đoạt giải nhất sao nam tử áo trắng tùy ý hỏi không đợi nam công tử đáp lời nam tử phẩm trà bên cạnh nở nụ cười cho bọn họ vào có thể quấy rầy là đủ rồi đoạt giải nhất là không thể nào cho dù hấp thu được thần hỏa luyện khí so đấu sau khi đi ra cũng không thắng được nam công tử thản nhiên cười ai biết được vốn là thuận miệng nói lại gây ra chút phiền toái đương nhiên có thể nói ra lời này cũng bởi vì trong tiềm thức có chút ý nghĩ nam tử thưởng trà lại có loại cảm giác bị nghi ngờ không thuận theo khí tức của hắn giống như cũng có chút không vui hắt một tiếng chiếu theo ngươi nói như vậy ngươi cảm thấy minh sơn tông còn có khả năng đoạt giải nhất đã như vậy trái phải đều là đang đánh cuộc vậy chúng ta không ngại đánh cuộc minh sơn tông không có đoạt giải nhất ngươi lần này một nửa tiền lời cho ta minh sơn tông nếu là đoạt giải nhất ta lần này toàn bộ tiền lời thuộc về ngươi như thế nào dám đánh cuộc sao lời này vừa nói ra một đám người đang ngồi nhất thời đều lên tinh thần từng người ngồi thẳng tắp nhìn bên này đều hứng thú dạt dạo rốt cục tới điểm kích thích không có phần thắng nam công tử vốn định một ngụm từ chối nhưng nhìn xuống phản ứng của mọi người hắn do dự hắn tuy rằng cũng là tại kiếm tiền nhưng có đôi khi thật đúng là mua những người này cao hứng càng trọng yếu, để những người này cảm thấy cùng hắn chơi có ý tứ càng trọng yếu. Nhưng số tiền liên quan cũng quả thực không nhỏ, hắn không thể không do dự. Bất quá nếu tất cả mọi người cảm thấy kích thích, hắn nghĩ đi nghĩ lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đưa tay đến một bên trên bàn trà bưng chén trà nhỏ nhấp một ngụm nước trà, đem khẩu vị của mọi người treo đủ, Phương Vân đạm phong khinh mà toát ra một câu, đánh cuộc một bộ tôi chơi được 10 phần. Được. Một đám người nháy mắt kêu lên như máu gà, ai nấy hai mắt tỏa sáng, thật sự có tinh thần. Loại này biết rõ không có phần thắng, còn dám cùng người đánh cuộc lớn như vậy, chỉ hai chữ, kích thích. Nam tử phẩm trà hai mắt càng tỏa sáng, đứng lên hướng mọi người chỉ điểm nói, tất cả mọi người thấy được, nghe được, mọi người cùng nhau giúp làm chứng, sau đó không được đổi ý. Được, làm chứng cho các ngươi ngươi cũng không được đổi ý, nhìn đám gia hỏa vừa rồi còn không khí trầm lặng này, trong lúc bất chợt liền sống lại, nam công tử bưng trà chậm phẩm vẻ mặt thản nhiên ý cười, trong ánh mắt ít nhiều có chút thất thần ý tứ hàm xúc, mặc dù biết không có khả năng, nhưng trong lòng vẫn ông ti chờ mong đối với sư xuân. Lý do chờ mong chỉ có một, hắn không tin lời ma quỷ của sư xuân, cái gì mà tiến vào thần hỏa vực chơi đùa. Lừa quỷ còn kém không nhiều lắm, không có giả tâm mới là lạ. Người biết chuyện đều cho rằng hắn đem sư Xuân vận hành đi vào cùng đánh bạc có quan hệ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất là sư Xuân tự mình muốn đi vào trước. Lúc này, sư Xuân đang ở trong đám người cũng đang cân nhắc chuyện đoạt giải nhất, sau khi cân nhắc nhiều lần, chật chậm rãi xê bước về phía sau chen chúc, chen chúc đến bên người đồng Minh Sơn. Hai người một trước một sau vị trí đứng có chút làm lệch, tông chủ cư nhiên đứng ở hắn cùng ngô cân lượng phía sau. Sau khi ghé sát vào, hắn thấp giọng hỏi trong một mảnh động tĩnh ồn ào, nếu như ngươi hấp thu được thần hỏa, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng đoạt giải nhất sao? Lời này hắn đã sớm muốn hỏi, lại sợ đã thảo kinh xà, sợ bại lộ ý đồ kinh hách đến đồng Minh Sơn. Đồng môn Minh Sơn Tông đứng ở chung quanh bọn họ cũng nghe được lời này, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đồng Minh Sơn, ngô cân lượng đầu vặn tới phía sau, thấy được hồ lô của mình, sau đó dứt khoát xoay người. Đồng Minh Sơn sửng sốt một chút, không biết đại đương gia vì sao lại có ý nghĩ này, cái này không mai một người sao, hắn phủ nhận cũng rất dứt khoát, không có. Sư Xuân Trần chờ nói, thần hỏa hấp thu nhiều hơn người khác một chút, cũng không có sao. Đồng Minh Sơn lắc đầu, không có, ta cùng những cái kia đại phái tinh anh đệ tử luyện khí tài nghệ kém quá xa, dựa vào nhiều hấp thu một hai loại thần hỏa bù đắp không được cái này chênh lệch, trừ phi. Nói xong lại lắc đầu cười khổ, cảm thấy mình có thể suy nghĩ nhiều sư xuân lại đuổi cùng không buông trừ phi cái gì đồng minh sơn cười nói trừ phi số lượng thần hỏa hấp thu đủ nhiều nhiều đến mức có thể sang bằng chênh lệch tài nghệ giống như lực lượng lớn đến mức có thể chà sát khối sắt đơn giản như chà sát bột mì mạnh mẽ ra ý tứ kỳ tích sư xuân cũng rất nghiêm túc bộ dáng tiếp tục hỏi vậy phải hấp thu nhiều bao nhiêu số lượng thần hỏa mới có thể đạt tới ngươi nói loại hiệu quả này đồng minh sơn cười khổ đại đương gia chúng ta đừng nằm mơ nữa được không mấy người đồng môn nghe xong cơ bản đều nhìn không được cười sư xuân lại đưa tay vỗ vỗ lưng hắn nói một chút nói một chút để chúng ta mở mang kiến thức nói như vậy đồng minh sơn thật đúng là cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó chậm rãi nói sáu loại đi ta đoán chênh lệch giữa ta và bọn họ cách sáu loại thần hỏa ta nói là ít nhất sư xuân vuốt cầm nói thầm rất nhiều sao cũng không phải chuyện gì không làm được luyện thiên tông kia cái gì cái này không có người có thể đạt tới sao nhìn hắn không rõ là ai đồng minh sơn giúp hắn hoàn thiện một chút luyện thiên tông trưởng lão tên là tư độ cô luyện khí tông sư bên trong đệ nhất nhân mấy trăm năm qua luyện thiên tông cũng bởi vì hắn trở thành luyện khí đệ nhất đại phái nói những lời này cũng là muốn nhắc nhở sư xuân là có người có thể làm được không sai nhưng đó là luyện khí giới đệ nhất nhân là độc nhất vô nhị tồn tại chúng ta loại này tôm nhỏ nhắm vào thiên hạ đệ nhất nhân đi đuổi theo hiện thực sao sư xuân cũng vừa nói không định giải thích gì với hắn tiếp theo lời này nói đúng 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 gọi là tư đồ cô ngươi lần trước nói qua trên đảo nghe người qua đường nói chân hỏa như ý tháp một trong tam đại trọng bảo lần này chính là hắn tự tay luyện chế đồng minh sơn gật đầu ta cũng nghe nói sư xuân hỏi chân hỏa như ý tháp là đồ chơi gì Đồng Minh Sơn chần chờ nói, không biết, không cùng người câu thông qua, bất quá nếu có thể cùng phá hoang tàn nhận đặt song song, vậy khẳng định là một kiện bảo vật ghê gớm. Sư Xuân Hồ Nghi, phá hoang tàn nhận là đồ chơi gì? Một đám bên cạnh cũng vẫn tai lên, cũng chưa từng nghe nói qua. Đồng Minh Sơn nói, ta cũng chỉ là suy đoán, không cùng người câu thông qua, không dám xác định. Viễn cổ thời có một thanh thần binh, tên là phá hoang đao, nghe nói tại một hồi khoáng cổ đại chiến bên trong bị người cho đánh nát, cái gọi là tàn nhận, có thể chính là chỉ trong đó một mảnh nhỏ. Nghe được lời ấy, ngô cân lượng lập tức quay đầu, vỗ vỗ gần đó, khác môn phái người, mở rộng giọng hỏi, huynh đệ, hỏi thăm một chút, phá hoang tàn nhận là cái gì đồ chơi? Bị hỏi cùng với hắn bên người mấy người, nhào nhào quay đầu lại nhìn, đều giống xem quái vật dường như, giống như đang nói các ngươi ngay cả phá hoang tàn nhận là cái gì cũng không biết liền chạy tới tham gia náo nhiệt này. Bất quá người nọ tốt xấu vẫn trả lời, mảnh vỡ của viễn cổ thần binh phá hoang đao. Ngô Cân Lượng chấp tay tạ ơn sau đó lại chuyển hướng bên này, hơi hơi nâng cầm với mọi người, một bộ có nghe hay không? Trên mặt đồng minh sơn lộ ra bộ dáng quả nhiên như thế. Sư Xuân lại thấp giọng hỏi, một mảnh vỡ cũng có thể coi là trọng bảo. Đồng Minh Sơn, đối với người luyện khí mà nói, đó là tài liệu luyện khí đỉnh cấp tuy chỉ là mảnh vụn, không cách nào phục khắc ra, phá hoang đao, hoàn chỉnh, nhưng nếu phân lượng là đủ, có thể luyện chế thành lưỡi dao, không nói tái hiện thần thoại, phá hoang đao, sắc bén vô cùng, mũi nhọn cũng đủ để không kiên không tồi. Thật không nghĩ tới, ngay cả mảnh vỡ thời viễn cổ này cũng tìm được. Sư Xuân ồ một tiếng, lại hỏi, tàng long khí linh kia là? Đồng Minh Sơn, chính là khí linh trong pháp bảo cao cấp, phương diện này, tiểu huynh xuất thân tụ linh cốc, tụ linh cốc chính là luyện chế đồ chơi này, hắn hẳn là tương đối rõ ràng. Vì thế mấy người lại nhìn về phía tiếu tỉnh. Tiếu tỉnh suy nghĩ một chút, nghe tên, hẳn là long linh, bất quá ta phỏng chừng không phải là chân long khí linh, nếu là chân long khí linh, đây chính là một trong những khí linh cao cấp nhất, hẳn là không nỡ lấy ra làm phần thưởng tỷ thí. Ta phỏng chừng hẳn là cận long khí linh, cái gọi là cận long, chính là tiếng dài đến gần với long tình trạng, nguyên thân có thể là giao a mãn gì đó có cảnh giới tương đương. Đồng Minh Sơn nhìn đỉnh núi vẫn đang thôi động hư diễm, gật đầu nói, quả thật, giá trị của chân long khí linh quả thật không có khả năng dùng để tỷ thí, nhưng có thể thắng được trong đấu bảo, phẩm chất cũng không thấp. Ngô Cân Lượng chen miệng vào, không phải nói, tàn long sao, có thể hay không là tàn tạ chân long. Tiếu Tĩnh nói, cũng có loại khả năng ngươi nói. Bất quá, tàn, trong khí linh, Bình thường là chỉ khí linh mất đi ý thức bản thân, đây cũng là lúc luyện chế cần thiết. Sau khi dung nhập vào loại khí linh này trong pháp bảo, nếu muốn đánh thức ý thức của nó thì cần nhận chủ, cái gọi là nhận chủ chính là chỉ khi bảo chủ khống chế dung nhập ý thức của mình đi bổ sung toàn bộ khí linh, sau đó bảo vật sẽ nghe theo bảo chủ khống chế. Đương nhiên, cũng có người sẽ luyện chế ra khí linh có ý thức tự chủ hoàn chỉnh của khí linh, chẳng qua cứ như vậy sẽ không dễ khống chế, có ý thức tự chủ rất khó cam đoan bảo vật sẽ hoàn toàn phục tùng, lúc khống chế cũng khó làm được tâm ý tương thông. Không có nắm chắc tuyệt đối, bình thường sẽ không ai làm như vậy. Đồng Minh Sơn, nghe nói các ngươi nghề này, luyện chế ra khí linh tỷ lệ thành công rất thấp, thuộc về 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm loại kia. Tiếu tỉnh cười khổ, quả thật rất thấp, trong 10 vật vẫn có thể luyện ra hai cái thành công đã là không tệ rồi, trước mắt tông sư cao cấp nhất, Lấy được vật dẫn luyện chế tỷ lệ thành công cũng chỉ có một nửa. Mọi người dự thính thỉnh thoảng chen miệng tìm kiếm giải thích nghi hoặc. Sư Xuân lần lượt tìm hiểu ba loại bảo vật lại rơi vào suy nghĩ sâu xa. Ma đạo bên kia chỉ nói ba loại bảo vật lấy một, cũng không nói cho hắn biết muốn cái nào. Đem ba loại giá trị thăm dò, vẫn là không hiểu nổi ma đạo đến tột cùng muốn cái nào. Bên ngoài sân thượng cao nhất, trưởng môn các phái xếp hạng trong vòng 10 người đứng đầu luyện khí giới cơ bản đều đã đến đông đủ còn có một ít trưởng lão đi theo đều đứng ở khoảng cách gần bên ngoài sân thượng nhìn tám vị cao thủ trên sân khấu lấy hư diễm khống chế thần hỏa linh môn theo quy củ mà nói nhân viên các phái không tham dự hội nghị đều phải ở trong phòng trong cốc không được vượt biên đi ra nhưng bọn họ lúc trước không ở trong cốc mà trực tiếp ở tại ly hỏa tông môn làm khách đương nhiên bọn họ còn muốn tham dự tương quan trình tự mà trên đài mở ra thần hỏa vượt người trên cơ bản cũng đều xuất từ môn phái của bọn họ Cực hỏa tông, tông môn xếp hạng thứ tư luyện khí giới, cũng chính là môn phái cống hiến ra phá hoang tàn nhận kia, trưởng môn tô khiếu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trưởng môn một phái khác đứng sang một bên. Đen mặt. Đó là trưởng môn cù ngũ minh của diễn bảo tông, diễn bảo tông xếp thứ ba trong luyện khí giới, nhưng lần đấu bảo này, bảo vật diễn bảo tông dân ra không thể tiến vào top ba, nói cách khác, thần hỏa minh ước lần này luyện khí tông môn xếp hạng thứ ba không thể đạt được đặc quyền nhiều phái đệ tử tiến vào thần hỏa vực. Đó cũng không phải là nhiều phái một chút đệ tử tiến vào, dân ra bảo vật thành thần hỏa minh ước phần thưởng, có thể phái 100 tên đệ tử đi vào. Còn lại không thể hiến bảo thành công môn phái, hết thảy chỉ có thể phái 20 tên đệ tử đi vào, này chênh lệch to lớn, tự nhiên cũng kéo ra thần hỏa thu hoạch xác suất. Đương nhiên, ngoại trừ luyện thiên tông xếp thứ nhất, bởi vì có tư đồ cô tồn tại như vậy mới làm cho tông môn thực lực vượt xa các môn phái khác, phía sau bài danh mấy cái trước thực lực chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Tư đồ cô cũng tới, cũng ở hiện trường, ngay giữa mọi người, là một người trung niên mặc xiêm y màu xanh ly, loại cảm giác giữa người trẻ tuổi và người trung niên, thiên về người trung niên, trong một đám cao tầng luyện khí thoạt nhìn là người trẻ tuổi nhất. Ngoài mặt không ai có thể nhìn ra đây là một cái niên cấp đạt hơn 600 tuổi luyện khí tông sư. Sở dĩ như thế, cũng không phải là cái gì trú nhan hữu thuật, mà là bởi vì lúc đại cảnh giới đột phá tương đối trẻ tuổi gây nên, bất quá tan thương trong ánh mắt cũng là không cách nào che giấu, còn có khí độ trải qua tuế nguyệt kia. Hắn mặc dù không có lên đài xuất thủ tham dự thần hỏa vực mở ra chuyện, nhưng ánh mắt phần lớn thời gian lại ở trên trời thần hỏa linh môn, lần trước thần hỏa linh môn mở ra hắn có tự mình xuất thủ tham dự, lần này bàn quan. Quan sát liên tục cực hỏa tông chủ tô khiếu, cuối cùng vẫn là không thể nhìn được, trêu ghẹo nói, cụ tông chủ, làm gì vẫn đen mặt. Lời này nói ra, dẫn tới ánh mắt những người khác nhau nhau nhìn chầm chằm cụ ngũ minh, có người thấy thế nhìn không được cười. Cụ ngũ minh quét mắt nhìn mọi người, hư lạnh nói, tô khiếu, cho cực hỏa tông ngươi trộm gà, trốn ở một bên trộm vui là được, đừng không có việc gì tìm việc. Các môn phái khác biết cái gọi là trộm gà của hắn là chuyện gì xảy ra, ai cũng không nghĩ tới cực hỏa tông lần này lại lấy ra, phá hoang tàn nhận cũng không biết là tìm được từ đâu một chút tiếng gió cũng không nghe nói dù sao đột nhiên lấy ra đánh diễn bảo tông trở tay không kịp dẫn đến diễn bảo tông đấu bảo bị thua làm như vậy có thể nói đem diễn bảo tông làm cho nội tâm nhỏ máu đệ tử trong môn vốn có cơ hội tham dự đột nhiên không có cơ hội có bao nhiêu ai oán là có thể tưởng tượng được đây chính là một đám người cả đời chỉ có một cơ hội a à. tô khiếu nghiêm trang nói cái này sao có thể nói là trọng gà ai cũng biết diễn bảo tông ngươi có vài món bảo vật áp đáy hầm ví dụ như định phong châu tùy tiện lấy ra một món cũng có thể thắng cực hỏa tông ta nhưng diễn bảo tông các ngươi keo kiệt a à, có bảo bối tốt luyến tiếc lấy ra a à, có thể trách ai lời này lại để cho không ít người nghẹn cười đây rõ ràng là mai sinh người loại này đấu bảo không có cái nào môn phái sẽ dễ dàng lấy ra áp đáy hầm cấp bậc bảo vật nguyên nhân cũng đơn giản hấp thu thần hỏa loại chuyện này gia tăng xác suất là một mặt cơ duyên tạo hóa cũng là nhân tố rất lớn, tại luyện khí tài nghệ kém không nhiều lắm dưới tình huống, không có cái nào môn phải dám cam đoan nhất định có thể đoạt giải nhất, coi như là luyện thiên tông cũng không dám cam đoan. Đem trọng bảo hiến làm phần thưởng, đó chính là một hồi đánh cược lớn, thắng, chẳng những có thể lấy lại bảo vật nhà mình, còn có thể thắng được hai nhà khác, thua có thể liền không có. Dưới tình huống không nắm chắc, tự nhiên là phải cân nhắc lợi hại đặc cược. Đương nhiên, cũng vẫn là không nghĩ tới người ta sẽ xuất ra phá hoang tàn nhận đến, nếu không chưa chắc sẽ không xuất ra một kiện áp đáy hòm bảo vật, dù sao sự tình liên quan nhiều đệ tử như vậy oán niệm, phỏng chừng muốn oán môn trung cao tầng cả đời. Cụ Ngũ Minh cắn răng nói, họ tô, ít ở chỗ này được tiện nghi khoe mẻ. Tô khiếu nhúng nhúng vai buông tay, trên mặt thoải mái che giấu không được, không có biện pháp cực hỏa tông bên trong đệ tử đã là tiếng hoang hô một mảnh, qua lâu như vậy, hoang hô vẫn ở bên tai trưởng môn luyện thiên tông lạc diễn, râu tóc vàng sậm, giơ tay vuốt vuốt trâu hướng trên sân thượng nâng cầm, ngữ mang răng dậy nói, đừng ầm ĩ, đừng để cho bọn họ phân tâm. Lời này nói ra, đại gia hỏa lập tức an tĩnh lại. Lạc diễn nghiêng đầu hỏi một tiếng, sao lâu như vậy? Tư đồ cô đứng bên cạnh hắn. Nhìn chầm chầm động tĩnh của thần hỏa linh môn, chậm rãi nói, sau hừng đông nếu còn không được, ta thử xem. Thử đạo sơn, môn phái thứ hai của luyện khí giới, trưởng môn cổ viêm đạt, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vẻ mặt lại thanh thanh một tú nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, không giống như là luyện khí nhân kinh nghiệm lâu năm, nhìn chầm chầm người trên sân thượng vuốt cầm nói, bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên, cho bọn họ thêm chút thời gian. Lạc diễn nhìn về phía hắn, hỏi, nghe nói con gái anh lần này cũng muốn đi vào mạo hiểm. Cổ viêm đạt khẽ gật đầu, bảo nàng đem cơ hội cho người khác, nàng không chịu, tham dự tỷ thí thắng cơ hội, đành phải do nàng. Lạc diễn, cũng là một cơ hội. Không trung thoáng như giả thú trầm thấp trích gào động tỉnh vẫn liên tục không ngừng, trên núi dưới núi cũng vẫn chờ như vậy. Mãi cho đến khi tia nắng ban mai dần hiện ra, sắc trời dần sáng, trên sân thượng tráng tám người đã dần lộ mồ hôi. Vòng tròn kim loại khổng lồ phiêu hốt bất định đột nhiên nghiêng nghiêng dừng lại ở không trung. Người đứng đầu trên đài hô to một tiếng, có, có thể rồi. Hết tập 23. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.